Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 141, nhân tính phức tạp. Chuyện này không trách cậu, hơn nữa, tôi trái lại thực sự muốn biết, bố cậu mời tôi đến, có mục đích gì, lẽ nào chỉ vì những chuyện đó của Tôn gia sao? Chu Dương cười nhạt, không hề tức giận. Đối với dụng ý của bố Tô Vĩ, anh đại khái có thể hiểu một chút. Hơn nữa, lần này, Chu Dương nhờ Tô Vĩ điều tra một số thông tin từ của Tôn gia và bản tin, cũng quả thực đã nợ tình cảm của Tô gia. Vậy thì tốt, lão đại, sư phụ, bố em đã đợi sẵn bên trong, chúng ta cùng đi vào trong thôi. Tô Vĩ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng trở nên rạng rỡ. Cậu vẫn thực sự lo lắng Chu Dương sẽ tức giận, trực tiếp rời đi. Chu Dương gật gật đầu, đi theo Tô Vĩ vào trong trang viên. Để mời Chu Dương và Ngưu Xuyên, Tô gia lần này tốn không ít tâm tư. Tô Thế Minh là chủ nhân của Tô gia, rất có hứng thú với Chu Dương. Lần đầu tiên từ miệng của Tô Vĩ biết đến cái tên Chu Dương, ông vẫn chưa để ý đến. Nhưng sau đó Tô Vĩ thường hay nhắc tới tên của Chu Dương và Ngưu Xuyên, mà còn gọi họ là lão đại và sư phụ. Vì vậy, Tô Thế Minh mới liếc mắt nhìn sơ sơ, sắp xếp người điều tra thân phận của Chu Dương và Ngưu Xuyên. Mà vừa điều tra liền khiến Tô Thế Minh ngạc nhiên. Ngưu Xuyên trái lại không là gì cả, trước khi đi theo Chu Dương chỉ một bảo vệ. Nhưng sơ yếu lý lịch của cậu ấy trước khi làm bảo vệ lại chỉ là một khoảng trống. Tô Thế Minh suy đoán rằng trong thời gian này, Ngưu Xuyên có thể được huấn luyện trong một quân đội đặc biệt nào đó. Nhưng Chu Dương thì khá. Cuộc sống của hai mươi mấy năm trước rất mờ nhạt, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chỉ vài tháng trước, anh dường như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, anh ấy bây giờ còn là cổ đông của công ty Danh Dương, là người phụ trách của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Đối với công ty Danh Dương và mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, Tô Thế Minh đương nhiên sẽ không thể không biết. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, làm dấy lên một cơn cuồng phong ở thành phố Đông Hải. Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa bán rất chạy, theo thống kê của bên thứ ba, trong vòng nửa tháng, doanh số của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa là gần 5 tỷ nhân dân tệ. Nếu không tính đến chi phí, thì ít nhất lợi nhuận sau thuế cũng là 1 tỷ nhân dân tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết rằng, Tô gia bọn họ dù đã là một gia tộc lớn ở Đông Hải, nhưng thu nhập hàng năm của cũng chỉ không quá 1 tỷ. Thu nhập của công ty Danh Dương chỉ trong nửa tháng đã ngang bằng với thu nhập trong một năm của Tô gia triển vọng phát triển trong đó, không cần phải nói, Tô Thế Minh tự nhiên có thể thấy được. Hơn nữa, ông còn nghe nói, đã có người nhìn chúng công ty Danh Dương, muốn thu mua nó. Nhưng đó không phải là điều ông cần quan tâm. Trước mắt, Tô gia đang rất bất ổn, em gái ruột của ông, Tô Thế Cầm, đang liên kết với người ngoài, muốn làm chủ nhân Tô gia. Mà lần này, mời Chu Dương đến đây, dự tính của Tô Thế Minh rất rõ ràng. Đó là đặt cược một ván vào thế lực đằng sau Chu Dương. Một người có thể chẳng hay biết gì làm ra sự nghiệp lớn như vậy, chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường. Lại thêm vào, trong mấy ngày gần đây, Chu Dương đang hợp tác với người trong ngành truyền thông Đông Hải thành lập hiệp hội truyền thông. Điều này khiến Tô Thế Minh càng không dám xem thường Chu Dương. Chu Dương cùng đi theo Tô Vĩ, vượt qua một hành lang dài, đi vào bên trong trang viên Tô gia. Khung cảnh trước mắt rộng rãi sáng sủa. Vào giờ phút này, xuất hiện trước mặt Chu Dương, không chỉ là một khoảng sân nhỏ phức tạp, bố cục trang trí bên trong càng chỉ rõ phong độ của gia tộc. Lớn. Chu Dương vô thức so sánh cảnh tượng trước. Mặt anh với cách trang trí của những gia tộc lớn mà anh đã thấy trên TV. Kết quả phát hiện, những thứ trên TV tất cả đều lừa đảo. Trên đó chỉ là suy nghĩ chủ quan cá nhân của các đạo diễn đó mà thôi. So với thực tế bên trong gia tộc lớn chênh lệch không biết bao nhiêu cho đủ. Trên đường đến đây, cũng gặp không ít người. Mà những người này đều rất kính trọng với Tô Vĩ. Chu Dương biết, họ đều là người làm của Tô gia. Mặc dù bây giờ là xã hội hiện đại, không có thứ gọi là đầy tớ trong thời cổ đại. Nhưng người ở tương tự như kiểu quản gia này vẫn luôn tồn tại. Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã thấy Tô Thế Minh. Đây là một người đàn ông trung niên với dáng người đứng đắn, sắc mặt uy nghiêm, trên mắt là đôi lông mày sắc như kiếm, cảm giác của toàn bộ người này rất mạnh mẽ. Chu Dương thầm hoảng hốt. Trước khi đến đây, anh đã đoán Tô Thế Minh rốt cuộc trông như thế nào, nhưng không ngờ đến sẽ lại uy nghiêm đến thế. Chú Tô, chào ông, tôi là Chu Dương.
Mặc dù nói Tô Vĩ đã gọi Chu Dương là lão đại, nhưng Chu Dương tự biết, tuổi tác của bản thân không chênh lệch mấy với Tô Vĩ, đối diện với Tô Thế Minh, đương nhiên không thể kiêu ngạo. Hơn nữa, tuổi của Tô Thế Minh cũng đã đủ để trở thành chú của Chu Dương. Cậu chính là Chu Dương. Tô Thế Minh nhìn Chu Dương, nhẹ gật đầu. Tô gia là một gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải, đương nhiên không cần nói đến khí thế, chỉ cần nói đến tên tuổi cũng khiến vô số người kính sợ trong lòng. Nhưng Chu Dương lại không tự ti, không kiêu ngạo, rất bình tĩnh. Điều này đủ để thấy anh là một người cực kỳ thận trọng. Người như vậy, gia đình bình thường không thể nuôi dạy ra được. Cũng chính vì điểm này, Tô Thế Minh càng tin tưởng Chu Dương xuất thân từ một gia tộc lớn. Chỉ là nhìn khái quát vào các gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải, không hề có họ Chu, điều này khiến Tô Thế Minh mơ hồ đoán được thân phận thực sự của Chu Dương. Bố à, hai người đừng có nghiêm túc như vậy được không? Con không dễ dàng mới mời lão đại và sư phụ đến, bố có thể dứt khoát một chút được không? Tô Vĩ mắt thấy nhìn hai người hình như còn phải xem kỹ nhau, liền có chút sốt ruột. Hắn sợ rằng Chu Dương tức giận, trực tiếp rời đi, nếu như thế, mong muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ của hắn sợ rằng phải tan vỡ. Nhìn xem tên tiểu tử này sốt ruột luôn rồi. Tô Thế Minh cười nhẹ, kêu Chu Dương và Ngưu Xuyên ngồi xuống. Ông cũng không chần chừ nhắc về thân phận của mình. Trực tiếp nói ra một số thông tin điều tra được của Tôn gia và tòa soạn. Đồng thời, Tô Thế Minh cũng nói thẳng mục đích bản thân mời Chu Dương đến, không có chút giấu giếm nào. Sau khi nói xong, Tô Thế Minh liền lặng lẽ uống trà, chờ đợi Chu Dương đưa ra quyết định của mình. Nhưng Chu Dương vào giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, suy đoán trước đây của anh quả nhiên không sai. Bên trong Tô gia thực sự có vấn đề, mà nguyên do của vấn đề chính là lợi nhuận của Tô gia ngày càng ít hơn trong những năm gần đây. So với một số gia tộc lớn khác, đã bị tụt lại rất xa ở phía sau. Điều này thật ra liên quan đến lựa chọn của Tô Thế Minh. Nhưng hễ là kinh doanh vi phạm pháp luật, cho dù việc kinh doanh đó kiếm được rất nhiều tiền, Tô gia đều không tiếp xúc đến. Điều này khiến Tô gia ở trên phương diện kinh doanh mất đi rất nhiều cơ hội so với các gia tộc khác. Mà lợi ích ngày càng thấp của gia tộc cũng gây ra bất mãn cho không ít người trong Tô gia. Mẹ của Tô Chiết, Tô Thế Cầm là người dẫn đầu phản đối. Anh cả, anh đã mời khách đến, sao lại không nói với em một tiếng, em chuẩn bị sẵn cơm rượu tiếp đãi, nếu không người khác sẽ nói Tô gia không có quy củ, ngay cả tiếp đãi khách cũng không biết. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lạnh vang lên ngoài cửa. Chu Dương để ý thấy khuôn mặt của Tô Thế Minh trong nháy mắt xa sầm lại. Anh quay đầu lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp thư thái bước vào, xuất hiện trước mặt anh. Chương 142, đe dọa. Tô Thế Cầm bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn vào Chu Dương. Bà ta được biết thông tin từ con trai Tô Chiết rằng, Tô Vĩ đã dẫn hai người bạn đến. Lại liên tưởng đến những tranh chấp gần đây bên trong Tô gia, Tô Thế Cầm cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Hai người này nhất định là Tô Thế Minh tìm đến để giúp đỡ. Trong lòng đã nhận định ý nghĩ như vậy, Tô Thế Cầm phút chốc không dám trì hoãn. Trực tiếp chạy thẳng đến nơi ở của Tô Thế Minh. Nhìn thấy tình hình trước mặt, Chu Dương và Tô Thế Minh rõ ràng vẫn chưa đạt được thỏa thuận, trong lòng Tô Thế Cầm không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, tranh chấp bên trong Tô gia đang ở thời điểm quan trọng, vào lúc này, ai có thể giành được cơ hội, người đó sẽ chiếm giữ quyền chủ đội G, và sẽ giành thẳng lợi một loạt. Tuy nhiên, những lo lắng như vậy cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt Tô Thế Cầm nhìn lên xuống đánh giá Chu Dương và Ngưu Xuyên, rồi tỏ ra khinh thường. Quần áo mà Chu Dương và Ngưu Xuyên mặc rất bình thường, có lẽ trong mắt người thường cũng có thể xem là đồ có thương hiệu. Nhưng trong mắt Tô Thế Cầm, cái gọi là đồ thương hiệu như vậy cũng chỉ là hàng hóa trên phố cũ nát. Còn những người con cháu của gia tộc lớn như bọn họ đều mặc những thương hiệu quốc tế, hơn nữa chúng đều là phiên bản giới hạn. Cái người ngay cả quần áo cũng không mặc nổi. Thì có thể có bối cảnh bản lĩnh gì. Trong phút chốc, Tô Thế Cầm đã kết luận rằng hai người trước mặt, hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào bất kỳ công việc nào của Tô gia. Nếu bọn họ cứ nhất định nhúng tay vào thì Tô Thế Cầm cũng sẽ không tiếc sức dạy dỗ bọn họ, cái gì gọi là tự mình biết mình. Anh cả, khách đến rồi, sao anh không thông báo cho em? Nhưng trước mắt Tô Thế Cầm quyết định giả vờ không biết, để Tô Thế Minh đắc ý thỏa thích. Đến lúc đó, nếu hai người này dám ra mặt, bà ta chắc chắn sẽ vạch trần bọn họ trước đám đông, không chỉ để giễu cợt bọn họ một trận, mà còn để Tô Thế Minh biết lợi hại của mình. Đây là khách tôi mời, liên quan gì đến cô?
sắc mặt của Tô Thế Minh không hề lo lắng, lạnh giọng nói. Trước mắt, ông ta và đứa em gái ruột này đã đến tình trạng như nước với lửa. Nếu không phải sự bất đồng bên trong của Tô gia đã lớn, không bên nào có thể hoàn toàn giành chiến thắng, thì bây giờ đã xé ra bộ mặt thật, đâu phải ở nơi này thể hiện mấy việc ngoài mặt như ha ha, anh trai tốt của em, lời nói của anh không đúng rồi, khách mà anh mời, không phải là khách của Tô gia sao? Tô Thế Cầm giả vờ không hiểu ý của Tô Thế Minh, thong thả bước vào, đi đến trước mặt Chu Dương, sau khi đứng yên, chỉ cười nhẹ nhìn Chu Dương. Anh bạn này nhìn lạ mặt, không biết là người ở đâu, đang kinh doanh gì. Tô Thế Cầm cười nhẹ nói. Bà ta chỉ nghĩ rằng Chu Dương là một người làm kinh doanh, có lẽ bởi vì trong nhà có một số quan hệ, mới dây dưa được một tầng quan hệ với Tô Thế Minh. Chỉ cần thăm dò ra lai lịch của Chu Dương, Tô Thế Cầm tự cảm thấy có vô số cách để khiến Chu Dương thấy khó mà rút lui. Tôi là người gì, làm kinh doanh gì, thì có quan hệ với bà à? Còn nữa, bà là ai? Tôi không hề quen biết bà. Chu Dương cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói. Thông qua cuộc trò chuyện vừa nãy, Chu Dương thực sự đã đoán được thân phận của người phụ nữ này. Nhưng bây giờ anh vẫn còn đắn đo về Tô gia, rốt cuộc có đáng để bản thân tham gia vào đó không nên anh không muốn xen vào bất kỳ bên nào. Cậu, tiểu tử giỏi, thật là gan dạ, đã lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với tôi như thế. Tô Thế Cầm trừng mắt, nhìn Chu Dương chằm chằm đầy ác ý. Tiểu tử, tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng đây là Tô gia, chỉ cần cậu dám cả gan nhúng tay vào việc của Tô gia, tôi nhất định sẽ khiến cậu tự gây rắc rối. Tô Thế Cầm lạnh giọng bắt đầu đe dọa. Trong mắt bà ta, Tô gia ít nhất đứng top 5 trong bảng xếp hạng các gia tộc lớn trong toàn thành phố Đông Hải. Trong số các gia tộc mà hiện tại Tô gia không thể tùy tiện đắc tội, Tô Thế Cầm hoàn toàn chưa từng thấy Chu Dương, cho nên bà ta hoàn toàn không lo lắng gia tộc của Chu Dương sẽ trả thù. Mẹ, không cần phí lời với tiểu tử này đâu. Lúc này, một giọng nói hống hách đột ngột vang lên. Tô Chiết nét mặt kiêu căng bước vào, đứng trước mặt Chu Dương. Con đã điều tra qua rồi, người này tên là Chu Dương, cổ đông của một công ty nhỏ như vậy, chúng ta chỉ cần tùy tiện vỗ tay, không biết có thể đập chết bao nhiêu. Hơn nữa, tiểu tử này còn ở rể. Tô Chiết cười nhìn Chu Dương, cả khuôn mặt chế nhạo. Một người ở rể vào nhà người khác, dám cả gan điên cuồng ngang ngược tại Tô gia chúng ta. Quả là không biết chữ chết viết như thế nào. Lời nói của Tô Chiết làm cho khuôn mặt của Tô Thế Cầm vui vẻ, ánh mắt hướng về phía Chu Dương càng khinh bỉ hơn. Còn sắc mặt của Tô Thế Minh sau đó thay đổi một chút. Chuyện Chu Dương ở rể, ông đương nhiên đã điều tra ra. Nhưng lúc đó ông chỉ nghi ngờ những thay đổi của Chu Dương hiện ra đột ngột, không nghĩ nhiều về thân phận ở rể. Bây giờ Tô Chiết đề cập đến, Tô Thế Minh liền cảm thấy tình hình không hay. Nếu Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn, vậy thì hoàn toàn không thể ở rể vào nhà gia tộc khác. Có thể trở thành ở rể cho thấy thân phận thực sự của Chu Dương rất bình thường. Chu Dương có thân phận như vậy, dường như không thể dành cho Tô Thế Minh bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trong chốc lát, trái tim của Tô Thế Minh liền rơi xuống đáy. Lẽ nào lần này, ông ta thực sự phải thua trong tay em gái mình, từ bỏ Tô ra sao? Các người nói y đại ca và sư phụ không giống như những lời các người nói khó nghe như vậy, các người hoàn toàn không hiểu. Lúc này, Tô Vĩ bắt đầu tranh cãi với khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Trong lòng cậu, Ngưu Xuyên là một võ sư, võ thuật tuyệt đỉnh, một nắm đấm đẩy lên tận trời, còn có thể đánh bị thương hai tên vệ sĩ của Tôn gia mà đến cả Ngưu Xuyên cũng phải kính cẩn lễ phép với Chu Dương. Làm sao Chu Dương có thể là một người ở rể ha ha, đứa em họ của tôi, mày quá hiền lành rồi, đã bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền. Mày không tin, vậy được, tao sẽ chứng minh cho mày xem. Tao đã cho người đi đón vợ của tiểu tử này đến đây, đến lúc đó, tất cả sẽ lộ rõ chân tướng. Tô Chiết cười lạnh lùng, bộ dạng nắm chắc phần thắng. Còn Chu Dương sau khi nghe thấy câu này, toàn thân chấn động, khuôn mặt tức giận nhìn Tô Chiết. Hắn lại dám cho người đi tìm Tạ Linh Ngọc. Vừa nghĩ đến việc Tạ Linh Ngọc hoảng hốt lo sợ khi bị ép buộc bắt đi, tất cả đều bởi vì mình, Chu Dương hoàn toàn không thể ngồi yên. Thằng khốn nạn. Bịch. Chu Dương bỗng nhiên đứng dậy, đấm thẳng vào Tô Chiết, trực tiếp đánh trúng vào mặt hắn. Chuyện này trong nháy mắt xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Ngưu Xuyên, lúc Chu Dương vung nắm đấm đó mới có phản ứng, ngay lập tức phát động phòng bị. Cú đấm này, Chu Dương đã dùng toàn bộ sức lực, đương nhiên lực sát thương rất mạnh.
Khuôn mặt Tô Triết đầy máu, đôi mắt nhanh chóng sưng lên, máu mũi cũng chảy không dứt. "A, mày vậy mà dám đánh tao? Tao phải giết chết mày." Tô Triết hét lên liên tục, che mặt không ngừng lùi lại. Tô Thế Cầm cũng rất tức giận, thấy con trai mình bị Chu Dương đánh thảm như vậy, liền liều mạng, hai tay vung vẩy điên cuồng xông tới, muốn trả thù cho con. Chương 143, Chu Dương giận dữ. Tô Thế Cầm chỉ thấy rằng con trai mình bị Chu Dương đánh, mà còn đánh chảy ra máu, lòng rất tức giận, không nói cũng không suy nghĩ gì, chỉ muốn đánh trả. Nhưng bà ta lại không rằng, Chu Dương căn bản sẽ không mềm lòng. Mặc dù Chu Dương không biết võ thuật, nhưng quanh năm vận động tập thể dục, thể lực so với người bình thường cũng tốt hơn không ít. Đối mặt với Tô Thế Cầm, Chu Dương đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Bốp! Một tiếng bạt tay vang lên rõ ràng. Chu Dương thẳng tay tát vào mặt Tô Thế Cầm, mắt lạnh lùng trừng bà ta. Nếu lúc này Tô Thế Cầm không biết điều còn muốn xông lên, Chu Dương có thể sẽ không đơn giản chỉ tát vào mặt như vậy. Còn Tô Thế Cầm bị Chu Dương tát mạnh, cơ thể lùi lại vài bước, che mặt, nhìn Chu Dương với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bà ta là con gái chính thống của Tô gia, từ trước đến nay không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn được người người tôn trọng. Trước giờ không có ai dám đánh nhau trước mặt bà ta, huống chỉ là tát trực tiếp vào mặt. Nhưng vừa nãy, Chu Dương đã tát một bạt tay, Tô Thế Cầm hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng ngay cả khi bà ta nghĩ đến rồi, cũng không kịp phản ứng lại. Cái đồ tạp chủng mày, vậy mà dám đánh tao. Tao muốn khiến mày chết không yên lành. Sắc mặt Tô Thế Cầm trong chốc lát trở nên hung dữ, nhe răng múa vuốt, muốn tiếp tục xông tới dạy dỗ Chu Dương. Nhưng mà lần này, không cần Chu Dương động tay, Ngưu Xuyên đã hành động trước một bước. Chỉ thấy Ngưu Xuyên xài một bước lớn, căn bản không quan tâm Tô Thế Cầm là phụ nữ hay con gái chính thống của Tô gia, trực tiếp đá chân ra ngoài. Ngay sau đó, trong ánh mắt hết sức kinh hãi của Tô Thế Minh và Tô Vĩ, Tô Thế Cầm giống như một quả cầu, trực tiếp bay thẳng ra ngoài, đập vào trước cửa mới dừng lại, ngã xuống đất. Sẽ không đánh chết chứ? Chu Dương cau mày, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù anh không thích Tô Thế Cầm, vô cùng chán ghét hai mẹ con này, nhưng cũng không muốn Ngưu Xuyên thực sự đánh người ra làm sao. Nếu xảy ra án mạng, Chu Dương cũng hết cách. Anh Dương, yên tâm đi, em ra tay rất có chừng mực, cú đá này chỉ sẽ khiến bà ta nằm trên giường vài tháng, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngưu Xuyên cười nhẹ, vô cùng tự tin. Nghe thấy Ngưu Xuyên nói như vậy, Chu Dương cũng cảm thấy yên tâm. Tô Thế Minh, anh có bản lĩnh, vậy mà để bọn họ đánh tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tô Thế Cầm ngã gục xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Nhưng mà bà ta lại vùng vẫy nhìn Tô Thế Minh, phẫn nộ nói. Trong chốc lát này, càng tác động vào vết thương bên trong của bà ta, cả người lập tức co rút, liền bất tỉnh. Ánh mắt của Chu Dương bình tĩnh, không quan tâm đến Tô Thế Cầm, cũng không quan tâm đến cảm xúc của Tô Thế Minh lúc này, mà chỉ chuyển ánh mắt sang Tô Triết. Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm sằng bậy, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Vợ của mày vẫn còn trong tay tao, nếu muốn vợ mày không sao, bây giờ mày lập tức quỳ xuống gập đầu nhận sai. Tô Triết nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, lập tức vô cùng kinh sợ, liên tục lùi lại, còn không quên đe dọa Chu Dương. Bốn câu đầu tiên của Tô Triết, Chu Dương không hề đặt nó vào trong lòng, anh chỉ muốn biết Tô Triết đã đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu. Chỉ cần hắn chịu giao ra Tạ Linh Ngọc, Chu Dương sẽ không chấp nhặt với hắn nữa. Nhưng khi câu thứ hai của Tô Triết nói ra miệng, sắc mặt của Chu Dương trong chốc lát trở nên u ám, toàn bộ con người giống như một tảng băng ngàn năm, toát ra sự ớn lạnh vô tận. Mày muốn làm gì? Mày không được làm sằng bậy. Cảm nhận được sự ớn lạnh từ trên người Chu Dương, Tô Triết hoàn toàn hoảng loạn. Hắn không hiểu. Tạ Linh Ngọc rõ ràng nằm trong tay của mình, tại sao Chu Dương không bằng lòng chịu khuất phục? Lẽ nào anh ta thật sự không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc sao? Đúng rồi, đúng rồi. Trong nháy mắt, Tô Triết dường như đã hiểu ra. Chu Dương chỉ là một người ở rể, hơn nữa trong 3 năm kể từ khi anh ở rể tại Tạ gia, cuộc sống của anh không hề như ý muốn. Không chỉ cả Tạ gia đều không hài lòng với anh, đủ thứ mỉa mai chỉ trích, ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng hờ hững với Chu Dương, giống như một người xa lạ quen biết bình thường. Nhất định là Chu Dương ôm hận trong lòng, mới không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc, thậm chí còn hy vọng mượn tay của Tô Triết để giải quyết Tạ Linh Ngọc. Trong lòng suy đoán đến điều này, Tô Triết cảm thấy cả người không ổn lắm, tâm thần run rẩy. Trước mắt, hắn chỉ có con át chủ bài là Tạ Linh Ngọc. Ngoài ra,
hắn không có bất kỳ cơ hội cầu viện nào cả. Suy cho cùng đây là phòng của Tô Thế Minh, xung quanh ngoại trừ cha con của Tô Thế Minh, thì chỉ có Chu Dương và Ngưu Xuyên. Tô Thế Minh, lẽ nào ông cũng không quan tâm sao? Nếu anh ta dám làm sằng bậy, tôi chắc chắn sẽ tố cáo ông, đến lúc đó, xem ông giải thích thế nào trước mặt gia tộc. Đôi mắt Tô Chiết đỏ rực, cuồng loạn hét về phía Tô Thế Minh. Trước mắt, hắn chỉ có thể hy vọng rằng Tô Thế Minh sẽ kiêng dè, rồi khuyên nhủ Chu Dương. Nếu sự việc giống theo tính toán của hắn thì sẽ rất tốt, chỉ cần Tô Thế Minh khuyên nhủ Chu Dương, để hắn rút lui an toàn. Sau đó, đợi khi hắn trở lại, nhất định sẽ đấu tranh tới cùng với các lực lượng nhắm về phía mình, tận lực trả thù Tô Thế Minh. Mà Chu Dương cũng là mục tiêu đầu tiên cần phải trừ khử. Nhưng dù Tô Chiết tính toán vô số lần, vẫn còn một chút thiếu sót. Chưa nói Tô Thế Minh không có dự định khuyên nhủ Chu Dương, coi như ông ta có ý nghĩ này, đồng thời khuyên nhủ rồi, Chu Dương cũng chưa chắc sẽ nghe theo khuyên nhủ của ông ta. Đến lúc này, vẫn còn giấy giụa. Tôi chỉ hỏi cậu một lần, cậu đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu rồi? Chu Dương mắt sáng như đuốc, lạnh lùng hỏi, từng bước một tiến lên, từ từ tiến gần về phía Tô Chiết. Tô Chiết không dám cùng Chu Dương đối mặt, lùi bước theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, Tô Chiết dường như phát điên, liều mình xông thẳng vào Chu Dương. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, không ai dự đoán được. Tô Chiết người mới vừa bị Chu Dương đè ép, lại đột nhiên bùng nổ vào lúc này. Mà trước mắt, ngoài Ngưu Xuyên cách Chu Dương gần nhất ra, Tô Thế Minh và Tô Vĩ đều bất lực, chỉ có thể hét lên cẩn thận. Anh Dương, cẩn thận. Ngưu Xuyên nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy chuyển động của Tô Chiết, lập tức xông tới. Nhưng cậu ấy cuối cùng vẫn chậm một bước. Tại giờ phút này, nắm đấm của Tô Chiết đã đến trước mặt Chu Dương. Có thể thấy rằng giây tiếp theo sẽ đánh thẳng vào mặt của Chu Dương. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Dương. Chỉ thấy khuôn mặt ban đầu của Tô Chiết khi trả thù thành công, lại là một khuôn cả người hắn cũng trực tiếp bay thẳng ra ngoài, giống ạt kinh hoàng, mà như mẹ của hắn Tô Thế Cầm, trực tiếp đập vào trước cửa mới dừng lại. Trong nháy mắt, Tô Chiết bị ngã mạnh. Thật cho rằng tôi sẽ không dám đánh cậu sao? Chu Dương thu lại chân phải lại, nhẹ nhàng phi phủi ống quần, lạnh nhạt nói. Như thể những gì vừa xảy ra không đáng để nhắc đến. Mày! Tô Chiết giận dữ nhìn Chu Dương, muốn mắng chửi, nhưng chỉ mới nói một từ, lại không có sức nói từ khác, cả người dường như chỉ còn lại một hơi thở, vô cùng yếu ớt. Anh Dương, anh không sao chứ? Còn trong lòng Ngưu Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước về phía trước kiểm tra tình hình Chu Dương. Yên tâm, tôi không sao, cái này cũng nhờ có cậu, trước đây cùng nhau luyện tập nên giờ bản lĩnh của tôi cũng tiến bộ không ít. Chương 144, cô ấy là người của tôi. Chu Dương không sao, điều này khiến trong lòng Tô Thế Minh và Tô Vĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa hòn đá to treo trong lòng Tô Thế Minh cuối cùng đã rơi xuống. Lý do ông mời Chu Dương đến, chính là để mượn thế lực đằng sau của Chu Dương để đối phó với Tô Thế Cầm. Nếu Chu Dương bị thương ở Tô gia, xảy ra chuyện gì đó, Tô Thế Minh sẽ là người đầu tiên trở thành mục tiêu công kích. Thế lực gia tộc thực sự đằng sau Chu Dương có thể sẽ không nhanh chóng phản ứng. Nhưng thế lực của một số người và công ty có quan hệ đến anh chắc chắn sẽ lập tức đáp trả. Vừa nghĩ đến, công ty Danh Dương, hội hiệp ngành truyền thông, Trần Tổng của câu lạc bộ Silver Lake, một đám lớn này có quan hệ thân thiết với Chu Dương, trong lòng Tô Thế Minh liền run rẩy. Là người đứng đầu Tô gia, Tô Thế Minh trước đây khi đối mặt với các công ty và tổ chức này, hoàn toàn không để ý đến. Chưa kể hiệp hội ngành truyền thông chỉ là một tổ chức mới được thành lập, không có quyền lực thực sự gì. Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake, bàn về bối cảnh và thủ đoạn, Tô Thế Minh cũng rất có lòng tin. Tính cả công ty Danh Dương kiếm được gần 1 tỷ nhân dân tệ trong vòng nửa tháng, cũng sẽ không được Tô Thế Minh để mắt đến. Nhưng hôm nay thì khác. Trước mắt, cuộc chiến bên trong Tô gia đang tăng lên, hai anh em Tô Thế Minh và Tô Thế Cầm vì để tranh đoạt quyền làm chủ Tô gia, tranh đấu túi bụi. Thu nhập mỗi năm của Tô gia đều đang giảm dần, còn sức ảnh hưởng cũng không ngừng giảm đi. Cứ như vậy, khi Tô Thế Minh suy nghĩ đến các nhân tố này, khó tránh phải thận trọng. Một khi có sự cố xảy ra, mấy công ty và tổ chức này liên hợp lại, Tô gia chưa hẳn chống đỡ nổi. Chu tiên sinh, cậu không sao thì tốt, đều trách tôi. Tô Thế Minh nhìn thấy Chu Dương không sao cả, lập tức liền tự trách nói. Còn Chu Dương cũng không có lý do gì để cho ông.
Suy cho cùng đi đến cuộc hẹn này cũng là Chu Dương tự mình đồng ý với lại Tô Thế Cầm và Tô Chiết, vừa nấy cũng không phải đối phó với Tô Thế Minh, hành vi như của họ, chỉ có thể đại diện cho chính họ, không tê móc nối đến Tô Thế Minh. Tôi không sao, nhưng Tô Chiết bảo người mang vợ tôi đi, hiện tại không biết đi đâu, vẫn hy vọng ông có thể giúp tôi một chút. Chu Dương lạnh nhạt nói, không có nhiều thiện cảm với Tô Thế Minh. Chỉ là bây giờ Tạ Linh Ngọc đang ở đâu không rõ, chỉ với hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên, rất khó để nhanh chóng tìm thấy, chuyện này cần Tô Thế Minh dùng thế lực của Tô gia giúp đỡ tìm kiếm. Hơn nữa, Tô Chiết là người Tô gia, hắn đã kêu người mang Tạ Linh Ngọc đi, Tô gia đương nhiên không thể thoát khỏi liên can. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, Tô Vĩ, con lập tức thông báo cho chú cung, để ông ấy cử người đi tìm Tạ tiểu thư, nhất định phải đưa người bình an trở lại. Tô Thế Minh vội vàng trả lời, lập tức liền nghiêm túc ra lệnh cho Tô Vĩ đi sắp xếp. Đúng rồi, Chu tiên sinh, lần này gây rắc rối cho, vô cùng xin lỗi, đây là một số thông tin cậu cần của Tôn gia và bản tin đợi khi Tô Vĩ rời đi. Tô Thế Minh lúc này mới sắc mặt dần dần ôn hòa, lấy ra một xấp tài liệu, đưa đến trước mặt Chu Dương. Vốn dĩ mục đích hôm nay đến đây của Chu Dương chính là xấp tài liệu này. Cầm lấy tài liệu, Chu Dương cũng rất vui mừng, hết lòng cảm ơn. Nhưng mà xảy ra chuyện như thế này, Chu Dương cũng không có tâm trạng tốt, nhẹ nhàng cầm lấy tài không xem ngay lập tức, trực tiếp nhét cho. Ngưu Xuyên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Thế Minh không nhịn được cười khổ sở. Lúc đầu ông muốn sử dụng tài giao với Chu Dương, kéo thêm một viện trợ, nhưng không ngờ hai mẹ con Tô Thế Cầm sẽ đột nhiên nhảy ra phá đám. Mà lúc này, Tô Thế Cầm và Tô Chiết đều bất tỉnh trong phòng, Tô Thế Minh chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn trước mặt, nhìn mà khó chịu. Người đâu, đem hai người bọn họ mang xuống, dọn dẹp phòng một chút, Tô Thế Minh lập tức ra lệnh. Chẳng mấy chốc, một vài người ở đi đến, nhìn thấy Tô Thế Cầm và Tô Chiết bất tỉnh trong phòng, trên mặt không có thay đổi cảm xúc, cũng không nói một lời, mỗi người tự làm việc riêng của họ. Mặc dù trong lòng Chu Dương không vui, nhưng nhìn thấy chi tiết này, trong lòng vẫn là không nhịn được liên tục gật đầu. Nếu đổi lại là người bình thường, nhìn thấy người có quyền hành rất lớn trong gia tộc bất tỉnh thành như vậy, dù thế nào cũng không nhịn được hỏi một chút, ít nhất thì trên mặt họ cũng nên có chút cảm xúc kinh hoàng. Nhưng mà mấy người ở này hoàn toàn không có. Điều này nói rõ, hoặc là gia giáo của Tô gia hết sức nghiêm ngặt, đối với quy tắc của người ở cũng rất hà khắc, mới luyện tập bọn họ có thái độ điềm tĩnh như vậy. Hoặc là, những người ở này đều không phải là người bình thường, đối với những việc này đã tập mãi thành thói quen. Chu Dương không suy nghĩ nhiều, trước mắt, tìm thấy Tạ Linh Ngọc mới là điều quan trọng nhất. Không lâu sau, Tô Vĩ thở hổn hển chạy lại, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tô Vĩ thở dốc nói. Lão đại, sư phụ, bố, tìm được rồi, chú cung đã tìm thấy vị trí của Tạ tiểu thư. Ở đâu? Chu Dương bước dài xông tới trước mặt Tô Vĩ, khiến Tô Vĩ giật mình, sau khi thấy rõ người đến, mới thả lỏng đi. Ở trong một câu lạc bộ tư nhân ở phía tây thành phố, Tô Chiết thường ở đó thác loạn với bạn bè. Tô Vĩ nói. Chu Dương gật ngay lập tức đi ra ngoài cũng không nói gì nhiều, Chu tiên sinh, đợi một chút, tôi kêu chú cung dẫn người đi cùng với cậu, dễ chăm sóc lẫn nhau. Tô Thế Minh vội vã bước ra, giọng điệu chân thành. Chu Dương lần này không từ chối mà gật đầu, coi như là đồng ý. Suy cho cùng trước mắt, bên mình chỉ có anh và Ngưu Xuyên hai người. Còn bên kia không biết có bao nhiêu người, mà có thể mang Tạ Linh Ngọc đi thì không ít hơn 7-8 người. Hơn nữa, bên kia bây giờ đang giấu Tạ Linh Ngọc ở câu lạc bộ tư nhân phía tây thành phố, bên trong có đồng bọn hay không, Chu Dương cũng không biết. Tô gia có thể cử người cùng đi, cũng xem như là có chút bảo hộ. Chẳng mấy chốc, chú cung dẫn theo 11-12 người đến trước mặt Chu Dương, tất cả chờ đợi Chu Dương sắp xếp. Chu Dương cũng không khách sáo, trực tiếp mang người chạy thẳng đến câu lạc bộ. Tôi cũng đi cùng. Tô Vĩ vội vàng nói, rồi chạy theo đằng trước. Ngưu Xuyên, gọi cho bọn Triệu binh, kêu bọn họ lập tức đến ngay để tụ họp lại với chúng ta. Đúng rồi, còn có Hổ gia, gọi điện thoại tìm ông ấy để mượn người. Đồng thời lúc này, câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng ở phía tây thành phố. Đây là một câu lạc bộ tư nhân ngang sức với câu lạc bộ Silver Lake, ở thành phố Đông Hải cũng có tiếng tăm. Nhưng ở đây tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa rất nhiều đều liên quan đến mặt hàng không rõ ràng, cho nên hầu hết đến đây chơi đều là con cháu của những gia đình giàu có. Không giống như câu lạc bộ Silver Lake, hình tượng bên ngoài tốt, chủ yếu là nơi các doanh nhân gặp nhau.
Lúc này, Tạ Linh Ngọc bị giam cầm trong một căn phòng, có bốn người đàn ông mạnh mẽ canh giữ cửa, cô hoàn toàn không thể trốn thoát ra ngoài. Nhớ lại cảnh trước đó, Tạ Linh Ngọc cũng tâm thần bất định. Cô vốn đang tuần tra cửa hàng của công ty, gần đây doanh số bán hàng của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa có phần giảm xuống, cô muốn biết nguyên nhân. Nhưng trong quá trình tuần tra, đột ngột bị người uy hiếp. Tạ Linh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, một số nhân viên của công ty đi theo tuần tra cùng cô đã bị đánh ngất xuống đất, còn cô cũng bị uy hiếp lên xe. Nhưng đối phương lại trực tiếp che mắt cô, đợi đến đây, cởi bịt mắt ra, thì Tạ Linh Ngọc đã ở trong phòng, không có cách nào rời đi. Chương 145, cô ấy là của tôi. 2. Tạ Linh Ngọc không biết cô bị đưa đi đâu. Nhưng quan sát hình ảnh trang trí trong phòng bao, cô lờ mờ suy đoán ra, ở đây rất có thể là một nơi tương tự như câu lạc bộ. Trước kia, cô cũng đã từng đến câu lạc bộ Silver Lake, đối với kiểu trang trí của câu lạc bộ tư nhân này cũng hiểu rõ. Việc trang trí phòng bao trong câu lạc bộ tư nhân không đòi hỏi nhiều sự yên tĩnh, nhưng nhất định phải thoải mái, phải xa hoa, khiến mọi người có loại cảm giác cao sang quyền quý. Bằng không thì những khách hàng đó dựa vào cái gì phải đến nơi như câu lạc bộ tư nhân có mức phí cao thế này. Như thế nào, người vẫn ở bên trong chứ? Lúc Tạ Linh Ngọc hoảng hốt lo sợ, từ ngoài cửa đột ngột vang lên giọng nói. Tạ Linh Ngọc nhẹ tay nhẹ chân bước đến đằng sau cánh cửa, ghé tai sát vào cửa, muốn dò la người bên ngoài đang nói gì. Mặc dù âm thanh có chút ồn ào, nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn nghe rõ. Ở bên trong, có bốn người chúng tôi canh giữ. Còn sợ cô ta sẽ chạy trốn à? Chỉ là muốn xác nhận chút thôi, suy cho cùng lần này Tô Thiếu Gia đã cho rất nhiều tiền. Cái đó là đương nhiên, đúng rồi, mấy người nói xem, tại sao Tô Thiếu Gia lại muốn chúng ta mang người phụ nữ này đến đây? Lẽ nào là nhìn chúng cô ta sao? Nhưng tôi nghe nói người phụ nữ này đã kết hôn rồi. Cái này ai biết được, nhưng mà, ngộ nhớ Tô Thiếu Gia thích như thế thật, mấy người nói xem, đến lúc đó chúng ta có thể nói với Tô Thiếu Gia. Đợi cậu ấy hưởng thụ xong rồi, chúng ta lại chơi tiếp. Ha ha, tôi nghĩ là có thể được. Nhưng khi nghe thấy nội dung câu chuyện của những người ở ngoài cửa, Tạ Linh Ngọc cả người như rớt xuống hang băng, cơ thể lạnh toát, một cơn buốt lạnh xông lên đến đầu. Chuyện như thế này, Tạ Linh Ngọc trước kia chỉ xem qua trên TV, lúc đó còn xì mũi coi thường. Suy cho cùng với tư cách là tổng tài của Mỹ Phẩm Duyệt Kỹ, mặc dù Tạ Linh Ngọc không nói rằng toàn bộ thành phố Đông Hải đều biết đến. Nhưng trong phạm vi rất rộng, cô cũng được xem là một người nổi tiếng. Coi như là thiếu gia gia đình giàu có suy nghĩ như vậy, cũng phải suy nghĩ nhiều lần, cân nhắc đến hậu quả và ảnh hưởng. Mà trước mắt, cô chính là bị uy hiếp công khai đến đây như vậy. Hơn nữa đối phương còn ở nơi đông người, nên biết rằng, lúc đó Tạ Linh Ngọc vẫn đang trên đường tuần tra cửa hàng của công ty, người qua đường và xe cộ đều có thể thấy rõ ràng. Lại nói tiếp, Tô Thiếu Gia trong miệng của đối phương. Tạ Linh Ngọc hoàn toàn không quen biết người này. Tạ Linh Ngọc tìm kiếm tất cả ký ức, cũng không hề xuất hiện một thiếu gia giàu có họ Tô. Không chỉ như vậy, trong số những người cô quen biết, căn bản không có ai mang họ Tô. Như vậy, Tô thiếu gia này lại là ai? Đúng lúc này, ngoài cửa dường như có động tĩnh. Thẩm thiếu gia, Trần thiếu gia, các anh sao lại đến đây rồi? Nghe nói Tô thiếu gia đã mang một người đẹp đến đây, vì vậy tôi muốn đến kiểm tra một chút. Xem có phải là mỹ nữ rất xinh đẹp hay không, ít nhất thì chúng tôi phải thử qua mới biết được. Tạ Linh Ngọc nghe thấy giọng nói ngoài cửa cùng với giọng nói vừa nãy không giống nhau, biết rằng có người mới đến. Nhưng nghe giọng điệu này của đối phương, rõ ràng là quen biết với Tô Thiếu Gia kia. Điều này khiến Tạ Linh Ngọc không thể không lo lắng. Tạ Linh Ngọc lại cảm thấy rằng giọng nói này có phần quen thuộc, hình như được nghe qua ở đâu đó, chỉ là âm thanh bên ngoài quá ồn, phân biệt không ra. Mở cửa ra, chúng tôi vào trong xem một chút. Chuyện này, không có lệnh của Tô Thiếu Gia, chúng tôi cũng không dám, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi không gánh vác nổi. Nói nhảm cái gì, chúng tao và Tô Chiết có mối quan hệ gì, mày không biết sao? Không phải chỉ cần tiền sao? Cho mày, đủ chưa? Đủ rồi, Thẩm Thiếu Gia, Trần Thiếu Gia, mời vào bên trong, mấy người chúng tôi ở đây canh chừng cho các anh, khà khà. Nghe thấy điều này, Tạ Linh Ngọc không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng lùi lại cho đến khi đến góc tối của phòng bao, nhìn về phía cánh cửa với khuôn mặt cảnh giác. Vào giờ phút này, Tạ Linh Ngọc chỉ có một dự tính. Thay vì ngồi đây chờ chết, thà liều mình còn hơn. Đợi vào khoảnh khắc đối phương mở cửa,
cô sẽ đột ngột từ trong góc lao thẳng ra, trực tiếp xông ra ngoài cửa, cứ như vậy, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Két két. Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa phòng vang lên, trái tim Tạ Linh Ngọc đạp nhanh đến tận cổ họng. Nhìn thấy tia ánh sáng bên ngoài lộ ra, Tạ Linh Ngọc biết chính là bây giờ chạy. Trong đáy lòng lặng lẽ hét lên một tiếng, khi cửa phòng mở ra Tạ Linh Ngọc trong nháy mắt, chạy thẳng ra, muốn kiên cường xông ra ngoài. Nhưng đợi khi cô vừa chạy qua cửa phòng, liền bị một cánh tay mạnh mẽ trực tiếp chặn đứng, kéo cô quay lại. Ngay lập tức, Tạ Linh Ngọc trong lòng như cho tàn, biết rằng mình đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hê hê, người đẹp, vội vã muốn gặp anh như vậy sao? Đợi chút anh nhé, đây sẽ tận tình yêu thương em. Giọng nói ngả ngớn từ đỉnh đầu của Tạ Linh Ngọc vang lên. Còn Tạ Linh Ngọc một lần nữa lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, ngay lập tức ngước đầu nhìn lên. Là anh. Tạ Linh Ngọc nhìn rõ người đó, nét mặt kinh hãi. Cô dù sao cũng không ngờ rằng, cái người đang chặn trước mặt mình, ngăn trở mình trốn thoát hóa ra lại là Trần Tuấn Sinh. Sau khi Trần Tuấn Sinh về nước, liền công khai theo đuổi Tạ Linh Ngọc. Cho dù hắn biết rằng Tạ Linh Ngọc và Chu Dương đã kết hôn, Trần Tuấn Sinh vẫn triển khai theo đuổi một cách mù quáng, thậm chí có lần còn thông qua bà Tạ và người thân Tạ ra để tiếp cận cô. Sau đó, Trần Tuấn Sinh đều thua trong vài lần tranh giành với Chu Dương. Hơn nữa, Trần Tuấn Sinh còn hai lần muốn mưu đồ gây rối, Tạ Linh Ngọc lúc này mới không qua lại với hắn nữa. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ đến, sẽ gặp Trần Tuấn Sinh ở đây. Hử, Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc kinh hãi, Trần Tuấn Sinh cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng mà sau khi xác nhận là Tạ Linh Ngọc, khuôn mặt của Trần Tuấn Sinh liền hớn hở. Làm sao, Tuấn Sinh, hai người quen biết. Còn bên cạnh Trần Tuấn Sinh, chính là Thẩm Trạch. Thẩm Trạch nhìn thấy hình như Trần Tuấn Sinh quen biết người đẹp này, trong lòng lập tức không vui, không nhịn được hỏi. Hề hề, đương nhiên quen biết, trước đây tôi còn theo đuổi cô ấy. Trần Tuấn Sinh cười nhẹ. Thì ra là như vậy, chỉ là không biết có theo đuổi được không. Thẩm Trạch vừa nghe, liền nảy sinh hứng thú. Không có, đáng tiếc lúc đó cô ấy đã kết hôn rồi, Thẩm thiếu gia, anh biết chồng cô ấy là ai không? Trần Tuấn Sinh lắc đầu thương tiếc, giả vờ uyên thâm nói. Là A, Chu Dương. Trần Tuấn Sinh nhẹ giọng nói xong, rồi lặng lặng nhìn Thẩm Trạch. Hắn biết Thẩm Trạch và Chu Dương như nước với lửa, hơn nữa mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của Chu Dương đã đánh bại mặt nạ làm trắng cấp tốc của Thẩm Trạch. Trước mắt mặt nạ làm trắng cấp tốc gần như đã ngừng sản xuất, Thẩm Trạch cũng chịu tổn thất nặng nề. Là hắn. Quả nhiên, vừa nghe đến tên Chu Dương, khuôn mặt của Thẩm Trạch đột nhiên ảm đạm, khiến ánh mắt nhìn qua Tạ Linh Ngọc cũng trở nên vô cùng khó chịu. Không sai, chỉ là anh đang tò mò, Linh Ngọc em sao lại ở đây vậy? Lẽ nào Chu Dương đã không nuôi nổi em nữa, cần em phải đi bán thân sao? Trần Tuấn Sinh nhìn Tạ Linh Ngọc, đôi mắt đầy tham lam. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ trước đây của Tạ Linh Ngọc đối với mình, Trần Tuấn Sinh liền tức giận không ngớt. Hắn không chỉ là một người trở về từ nước ngoài, kiến thức uyên bác, gia tộc kinh doanh buôn bán thiết bị dược phẩm, cũng là một thế lực mới xuất hiện ở Đông Hải. Mà hắn, một mình tự kiếm sống, cũng đã có một công ty không nhỏ. Còn lúc đó, Chu Dương chỉ là ở rể, một nhân viên bình thường của công ty danh Dương. Trần Tuấn Sinh hắn có điểm nào không bằng Chu Dương? Sự tức giận từ trước đến nay tích tụ trong lòng ngực, lần này khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, Trần Tuấn Sinh không nhịn được liền trút hết toàn bộ ra ngoài. Chương 146, cô ấy là của tôi. 3. Nếu như vậy, anh thật sự cảm thấy tiếc cho em, nhưng Linh Ngọc à, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Trần Tuấn Sinh hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc cũng trở nên mãnh ly. Ánh mắt của Trần Tuấn Sinh khiến cả người Tạ Linh Ngọc nổi da gà, cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và ghê tởm. Anh muốn làm gì, là anh cho người bắt tôi đến đây sao? Tạ Linh Ngọc cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Tuấn Sinh. Hai lần trước, Tạ Linh Ngọc đã suýt nữa rơi vào bẫy của hắn. Nếu không phải Chu Dương kịp thời đến cứu cô, Tạ Linh Ngọc không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt, cô cũng không biết bị bắt đến nơi nào. Chu Dương làm sao có thể biết được? Ngay lúc này, trái tim Tạ Linh Ngọc bỗng trùng xuống. Trần Tuấn Sinh nhìn dáng vẻ của Tạ Linh Ngọc, trong lòng đã hiểu rõ. Trần Tuấn Sinh biết, lần này Tô Chiết mời Thẩm Trạch và hắn cùng đến đây, nói là tìm thấy một người đẹp cho hai người xem. Trần Tuấn Sinh trước đó cũng không biết người đẹp này là ai. Bây giờ nhìn thấy Tạ Linh Ngọc,
sao hắn lại có thể không biết có điều, Tạ Linh Ngọc cho rằng bị hắn bắt cóc tới đây, đúng là hiểu lầm rồi. Xem ra em còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình rồi, tình cảm anh đối với em sâu đậm như vậy, em nghĩ anh có thể bắt em tới đây sao? Trần Tuấn Sinh cười lạnh nhạt, trong lòng có chút vui mừng. Tô Chiết mời hắn và Thẩm Trạch tới đây, mục đích rất đơn giản, đó là thưởng thức người đẹp này. Là khách, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch chỉ cần thoải mái chơi đùa, những chuyện khác đã có Tô Chiết giải quyết. Nếu đã như vậy, hắn ở đây có làm gì Tạ Linh Ngọc thì sau này Tạ Linh Ngọc muốn truy cứu, cũng chỉ có thể tìm Tô Chiết chứ không thể tìm hắn. Lúc Trần Tuấn Sinh suy nghĩ, Thẩm Trạch đứng bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng xảo trá. Chu Dương năm lần bảy lượt làm xấu mặt Thẩm Trạch, không hề coi hắn ra gì. Không chỉ phối hợp với Thẩm Bích Quân đối phó hắn, đối phó Thẩm gia. Thậm chí mặt nạ làm trắng da chống lão hóa cũng đánh bại mặt nạ làm trắng cấp tốc, khiến cho Thẩm Trạch tổn thất rất lớn. Thẩm Trạch đã ghi hận trong lòng, luôn tìm cách để trả thù Chu Dương. Chỉ là, tính đi tính lại, Thẩm Trạch cũng không ngờ, vợ Chu Dương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà còn xuất hiện trong tình cảnh này. Vợ Chu Dương, đúng là tuyệt phẩm, có được cô ta không hề uổng phí công sức. Thẩm Trạch cười lạnh, trực tiếp đẩy Trần Tuấn Sinh, dùng tay giữ chặt hai tay Tạ Linh Ngọc. Buông ra, Tạ Linh Ngọc không quen Thẩm Trạch, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng dù như vậy, bị Thẩm Trạch giữ chặt hai tay, khiến Tạ Linh Ngọc vô cùng tức giận, bắt đầu làm loạn lên. Buông ra, tới đây rồi cô còn muốn phản kháng. Nếu cô đã là vợ của Chu Dương, vậy hôm nay tôi sẽ từ từ tính sổ với cô. Thẩm Trạch không nói nhiều, trực tiếp kéo Tạ Linh Ngọc vào phòng, đẩy cô xuống sofa, từ trên nhìn xuống cô với ánh mặt sắc lạnh. Trần Tuấn Sinh bị Thẩm Trạch đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, nhưng bên ngoài cũng không thể hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Thẩm Trạch. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tạ Linh Ngọc bất ngờ, nghe đến Thẩm Trạch nhắc đến Chu Dương, ngay lập tức nhớ ra. Người trước mặt này, không phải là Thẩm Trạch sao? Em trai Thẩm Bích Quân, ông chủ đằng sau của mặt nạ làm trắng cấp tốc công ty Thẩm gia. Vừa nãy Tạ Linh Ngọc chỉ thấy hắn quen mắt, chứ không nghĩ ra. Bây giờ, Tạ Linh Ngọc đã hoàn toàn nhớ ra rồi. Cũng nhớ ra sự lằng nhằng giữa Thẩm Trạch và Chu Dương. Vậy nên Tạ Linh Ngọc càng thêm lo lắng. Nghe Chu Dương nói, Thẩm Trạch là một kẻ nham hiểm, chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, ngay cả chị gái Thẩm Bích Quân cũng không tha. Loại người như vậy, tiếp theo muốn làm gì, Tạ Linh Ngọc cũng đã đoán ra. Nhưng Tạ Linh Ngọc cũng không phải người cam chịu số phận. Công ty mỹ phẩm duyệt kỹ của Tạ gia trên bờ vực phá sản, Trần Tuấn Sinh đưa các nhà đầu tư tới tận cửa, cô cũng không chịu từ bỏ, một lòng một dạ muốn cứu công ty. Trước mặt lâm vào hoàn cảnh này, Tạ Linh Ngọc cũng không thể giơ tay chịu trói. Tuy rằng cô không biết đây là đâu, nhưng cũng biết chắc chắn đây là một câu lạc bộ. Mà nếu là ở câu lạc bộ, chắc chắn phải có khách ở đây. Mặc kệ là khách có thể cứu cô hay không, Tạ Linh Ngọc cũng phải gây chú ý, như vậy mới khiến Thẩm Trạch sợ hãi. Sau khi tính toán xong, sự hoảng loạn trên gương. Mặt đã bớt đi vài phần, ánh mắt nhìn Thẩm Trạch cũng không còn sợ nữa. Anh muốn làm gì, thả tôi ra. Đột nhiên, Tạ Linh Ngọc đứng phát dậy, một lần nữa muốn xông ra ngoài, cùng lúc hét lớn. Lúc này với hình tượng cô luôn duy trì từ trước hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong tình thế cấp bách như vậy, Tạ Linh Ngọc không có cách nào. Khác, chỉ có thể làm thế. Giọng nói của phụ nữ vang vọng, cửa phòng lại không đóng, âm thanh của Tạ Linh Ngọc cứ thế rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nói thật, những nơi như câu lạc bộ tư nhân này, đều là một mớ hỗn tạp. Rất nhiều người đến đây đều biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Vẫn không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng có lẽ là Tạ Linh Ngọc may mắn, mấy thanh niên trẻ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng kêu của cô, liền cau mày lại. Có chuyện gì vậy, có người kêu đúng không? Hình như đúng rồi, đi xem đi. Nói không chừng anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể đem mỹ nhân về. Mấy người đó toàn thân tỏa ra đầy mùi rượu, vừa ngửi liền biết chắc chắn đã uống không ít. Tỉnh thần đang cao hứng. Lúc này, mấy người đó đi về phía phòng Tạ Linh Ngọc. Có chuyện gì, các người là ai? Các người muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cưỡng hiếp con gái nhà người ta à? Nhanh đưa cô ấy ra đây, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, nếu không, thì cho các người đẹp mặt. Mấy người trẻ tuổi tiến đến gần, nhìn thấy bốn người to lớn đứng trước cửa phòng, liền nghĩ đến một màn cưỡng bức con gái nhà lành. Vì thế trong nháy mắt,
trong lòng liền dâng lên tình thần chính nghĩa. Có điều, mấy người này trong mắt mấy ông anh to lớn chả là cái gì? Mấy tên nhãi ở đâu ra, mau biến đi. Có biết đây là địa bàn của ai không? Uống tí rượu đã không biết mình là ai à? Phí lời gì thế, trực tiếp ra tay đi, dạy dỗ tốt mấy tên này, còn không biết đến danh tiếng của Tô Thiếu Ghi Ớt. Bốn người đàn ông cũng không dài dòng, nhìn thấy mấy thanh niên trẻ vẫn còn ở đây chửi bới, liền xông lên, chỉ một lúc đã khiến họ ngã dưới đất. Đúng là lũ vô dụng, làm phiền đại gia vui vẻ. Người đàn ông cầm đầu phủi tay, khinh thường nói. Tiếp theo bốn người họ liền quay trở lại cửa phòng, ép tai lên cửa nghe ngóng. Tuy rằng chúng không có cách nào thưởng thức người đẹp bên trong, nhưng đứng bên ngoài nghe tiếng cũng coi như thỏa mãn. Xin hỏi, có phải mấy người đem theo một cô gái đến đúng không? Mấy tên đang hào hứng nghe, trong phòng vang lên điệu cười xấu xa, đột nhiên bị người đằng sau vỗ nhẹ một cái. Chương 147, lần thứ ba, một ai đấy? Một tên bất ngờ bị vỗ vào vai, liền quay người lại. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt chúng, chỉ có hai người. Hai người này không giống mấy thanh niên say rượu vừa nấy, ngược lại hai người này trông rất bình thường. Nhưng người được Tô Chiết mời đến, tất nhiên không tầm thường. Hai người này có thể không gây tiếng động chạm vào được người bọn chúng, cũng đủ nói lên là họ không đơn giản. Mà hai người này, chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên. Sau khi rời khỏi Tô gia, Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chú Cung, đem theo mấy chục người của Tô gia nhanh chóng đến đây, trên đường không dám chậm trễ, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện. Có điều, Chú Cung chỉ điều tra được Tạ Linh Ngọc bị bắt đến đây, nhưng không biết cô ấy bị giam ở phòng nào. Chu Dương quyết định nhanh, chia ra hai phía tìm. Sau khi vào cửa, Chú Cung, Tô Vĩ đem theo người của Tô ra tìm phía bên trái. Chu Dương và Ngưu Xuyên tìm phía bên phải. Chu Dương thật sự rất lo lắng. Đi về phía bên phải, tìm hơn chục phòng, vẫn không hề có manh mối gì. Ngay khi anh và Ngưu Xuyên chuẩn bị rẽ liền nghe thấy tiếng kêu. Trong nháy mắt, Chu Dương giật thót. Âm thanh này, Chu Dương vô cùng quen thuộc. Rõ ràng đây là giọng của Tạ Linh Ngọc. Chu Dương không dám chậm trễ, nhanh chóng theo giọng nói tìm tới đây. Liền nhìn thấy cảnh mấy thanh niên say rượu vừa nãy. Trong lòng Chu Dương cũng nhẹ nhõm một chút. Bởi vì ở đây, anh có thể nghe được tiếng của Tạ Linh Ngọc. Mặc dù có chút lo sợ, nhưng vẫn chưa hết hy vọng, chứng tỏ Tạ Linh Ngọc vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh xấu nhất. Nhìn mấy thanh niên say rượu nằm dưới đất, Chu Dương không nhịn được, liền đi đến sau lưng mấy tên xã hội này. Danh con, chúng mày tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không, chúng mày cũng sẽ như mấy đứa này. Mấy tên này thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không hề sợ sệt, nhất thời liền nghi ngờ thân phận của hai người nhưng hắn cũng không dễ dàng lộ ra suy nghĩ, mà chỉ vào mấy thanh niên say rượu đang nằm dưới đất, lên giọng dọa nạt. Nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn mấy tên nằm dưới đất người thê thảm, sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng Chu Dương không phải người bình thường. Huống hồ, vợ anh lại ở trong căn phòng này. Vợ đang gặp nguy hiểm đương nhiên Chu Dương không thể làm ngơ. Ha ha, thì cần hỏi bọn họ vài chuyện. Xuyên tử, ra tay nhẹ thôi, tôi còn Chu Dương cười ha hả, sắc mặt lạnh lùng, hừm lạnh một tiếng, liền lùi lại hai bước. Trong nháy mắt, Ngưu Xuyên ra tay. Lúc trước tại khách sạn Huy Hoàng, cha của Thẩm Bích Quân, Thẩm Duy Ngôn đem theo mấy người vệ sĩ đến gây chuyện với Chu Dương. Ngưu Xuyên và Triệu Binh dễ dàng xử lý hơn chục vệ sĩ. Tuy bây giờ chỉ có mình Ngưu Xuyên nhưng Chu Dương tuyệt đối tin tưởng cậu ấy. Mấy tên này nhìn Chu Dương kiêu ngạo như vậy, tức giận muốn cho Chu Dương một trận, cũng lập tức xông lên. Ngưu Xuyên một mình đánh bốn tên, vô cùng dễ dàng. Bốn tên này muốn tránh Ngưu Xuyên, trực tiếp đánh Chu Dương. Nhưng hành lang của câu lạc bộ khá hẹp và dài, Ngưu Xuyên đứng chặn, bốn tên rất khó có thể lách qua để chạm đến người Chu Dương. Bụp! Chỉ hơn 10 giây sau, bốn tên này bị Ngưu Xuyên đánh ngã dưới đất, thở hổn hển. Chu Dương không quan tâm đến bốn tên này, trước mắt chúng cũng không chạy thoát được, Chú Cung và Tô Vĩ cùng hơn 10 người đang đi lục soát câu lạc bộ, Chu Dương gửi tin nhắn cho họ, chắc là họ sẽ tới đây sớm thôi. Mà ngay lúc này, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ở trong phòng không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tạ Linh Ngọc vừa nãy bất ngờ hét lớn, khiến Thẩm Trạch vô cùng khó chịu. Dù hắn không sợ Tạ Linh Ngọc làm như vậy khiến người khác chú ý, nhưng cũng không muốn có rắc rối. Dự án mặt nạ làm trắng cấp tốc thất bại, gây thiệt hại số tiền lớn khiến hắn không thể ngẩng đầu trước Thẩm Duy Ngôn và đã bị khiển trách nhiều lần.
Nếu không phải có mẹ hắn bảo vệ thì sớm đã bị Thẩm Duy Ngôn trừng phạt rồi. Vì thế, Thẩm Trạch không muốn có bất kỳ tin xấu nào về hắn đến tai Thẩm Duy Ngôn. Sau khi đóng chặt cửa phòng, âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài. Bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong cũng không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tạ Linh Ngọc sắc mặt thay đổi, một tay bám trên tường, không ngừng lui vào trong góc. Thẩm Trạch chỉ nhìn lướt qua Tạ Linh Ngọc, giống như nhìn con thỏ đang sợ hãi, tự nhiên thấy trong lòng sảng khoái. Chu Dương có giỏi thì đã làm sao? Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa bán chạy đi nữa thì có tác dụng gì? Vợ, Chu Dương đang nằm trong tay hắn, như một con thỏ sợ hãi mà Thẩm Trạch hắn có thể ăn bất cứ lúc nào. Tuấn Sinh, tôi biết cậu cũng có thù với Chu Dương, nhưng cậu yên tâm, đợi tôi chơi xong, sẽ cho cậu thưởng thức cô ta. Thẩm Trạch cười lạnh lùng, đưa tay cởi bỏ quần áo của mình. Trần Tuấn Sinh thấy như vậy cũng rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể để Thẩm Trạch muốn làm gì thì làm. Bụp! Nhưng ngay khi Thẩm Trạch cởi bỏ quần, trên người chỉ còn lại chiếc quần trong thì cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đạp ra. Lúc này, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh, Tạ Linh Ngọc đều giật mình. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh tức giận, ai dám to gan, làm hỏng chuyện của bọn chúng. Tạ Linh Ngọc cũng kích động không kém, mặc dù chưa biết người ở ngoài tốt hay xấu, nhưng ít nhất cô cũng có thêm cơ hội chạy ra ngoài. Ha ha, xem ra tôi chưa đến muộn. Chu Dương cười nhẹ đi vào, ánh mắt đầu tiên hướng đến Tạ Linh Ngọc đang ở trong góc. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc vẫn ổn, Chu Dương mới thấy nhẹ nhõm, đôi mắt trừng lên nhìn hai người còn lại trong phòng. Là mày, Chu Dương. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh nhìn thấy người xông vào, nhất thời hoảng hốt, nhịn không được kêu lên. Bọn chúng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, mình đang ở đây chuẩn bị làm nhục Tạ Linh Ngọc, trả món thù Chu Dương. Có điều, bản thân còn chưa kịp làm gì, Chu Dương đã xuất hiện. Tạ Linh Ngọc nhìn thấy Chu Dương liền cảm thấy ấm áp, nước mắt như muốn trào ra. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu cuối cùng vẫn không trốn thoát được thì cũng không để Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh đạt được mục đích. Đến lúc đó, cô cũng sẽ chọn một cách nhanh nhất. Nhưng khi nhìn thấy Chu Dương, Tạ Linh Ngọc như tìm thấy một nơi để dựa vào vô cùng vững chắc, khiến cô bỗng nhẹ nhõm, cả người như không còn chút sức lực, ngồi bệt xuống sofa. Nhìn tình hình Tạ Linh Ngọc như vậy, Chu Dương liền thấy đau lòng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Không nghĩ đến là lại gặp hai bọn mày ở đây, đúng là lâu rồi không gặp. Chu Dương lạnh lùng nói. Nói thật, Chu Dương đã gần một tháng không nhìn thấy Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Tuy rằng lúc trước hai bên có khoảng cách, nhưng Chu Dương chỉ nghĩ đó là vì cạnh tranh. Hai bên muốn tranh cao thấp, có thể tranh đấu trên thương trường. Nhưng anh không thể ngờ là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lại xuất hiện ở đây, còn đang chuẩn bị làm nhục Tạ Linh Ngọc. Trần Tuấn Sinh, đây là lần thứ ba. Chương 148, lần thứ ba. 2. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuấn Sinh. Một cơn ớn lạnh xuất phát từ sau lưng Trần Tuấn Sinh. Nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống, hắn đương nhiên hiểu Chu Dương đang nói gì. Lần đầu tiên, Trần Tuấn Sinh mời Tạ Linh Ngọc đến câu lạc bộ Silver Lake để gặp nhà đầu tư, cho thuốc vào ly rượu của Tạ Linh Ngọc, muốn nhân cơ hội này giở trò với cô. Nhưng lần đó, Chu Dương đến kịp, không những xử lý Trần Tuấn Sinh một trận, câu lạc bộ Silver Lake cũng hủy tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư đó. Lần thứ hai, Trần Tuấn Sinh hẹn Tạ Linh Ngọc ra ngoài vào đêm khuya, muốn mượn sức mạnh của Thuận gia để ép cô. Nhưng mà giống như lần trước, Chu Dương đến kịp thời, còn mời Hổ gia đến xử lý hắn, cảnh tượng đêm đó, Trần Tuấn Sinh đến bây giờ vẫn không quên, mỗi lần nhớ hại là một lần kinh hãi. Mà đây lại là lần thứ ba. Hai lần trước, Trần Tuấn Sinh muốn giở trò với Tạ Linh Ngọc, đều bị Chu Dương ngăn cản, còn bị xử lý một trận. Đây là lần thứ ba, ý Chu Dương như thế nào không nói cũng biết. Mà Tạ Linh Ngọc ở trong góc bây giờ cũng hồi tưởng lại tình cảnh ba lần trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hai lần trước, cô còn trách Chu Dương làm hỏng chuyện, không những không giúp được mỹ phẩm duyệt kỹ còn muốn ngăn cản cô cứu nó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai lần đó, Chu Dương cũng chỉ muốn bảo vệ cô. Cái gì lần thứ ba, mấy người tỏ vẻ bí hiểm gì thế? Chu Dương tao nói cho mày biết, mày đến muộn rồi, hương vị vợ của mày đúng là tuyệt vời. Ở đây, chỉ có mình Thẩm Trạch không biết lần thứ ba mà Chu Dương nhắc đến có ý gì. Nhưng điều này không làm Thẩm Trạch hết ghét bỏ Chu Dương. Đàn ông có vẻ hơi sợ một điều. Đó là bị cắm sừng.
Thẩm Trạch tự cho rằng Chu Dương cũng như vậy, không chịu nổi chuyện bị cắm sừng, huống hồ, trước mắt vợ của anh lại ở đây. Một Thẩm Trạch thông minh, hắn vốn không muốn để lộ thân phận, tránh bị cha hắn Thẩm Duy ngôn giáo huấn. Nhưng tại, Thẩm Trạch không nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ bị Thẩm Duy Ngôn dạy dỗ, suy cho cùng cũng là vì Thẩm Duy Ngôn thấy hắn không bằng Chu Dương, khiến ông ta mất mặt. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Thẩm Trạch trên người chỉ có cái quần trong, mà trong phòng chỉ có ba người Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc. Hơn nữa vừa rồi cửa phòng cũng đóng chặt. Cảnh tượng này, là ai đi nữa thì cũng sẽ phải suy nghĩ. Thẩm Trạch thậm chí đã nghĩ đến dáng vẻ lo lắng, thất vọng của Chu Dương, sau đó hắn ta sẽ ra ngoài lan truyền làm mất đi danh tiếng của Chu Dương. Chỉ là Thẩm Trạch không ngờ đến, dáng vẻ lo lắng thất vọng đó của Chu Dương không hề xuất hiện, ngược lại, Chu Dương còn vô cùng bình tĩnh. Chạm ánh mắt của Chu Dương, Thẩm Trạch nhận thấy được một sự kích động, thấy bản thân như rơi vào khối băng nghìn năm, cả người lạnh toát. Thế nào, Chu Dương có phải mày bây giờ đang thấy đau đớn tột cùng không, hận vì đến chậm một bước? Ha ha, tao chính là muốn mày đau khổ đến chết. Thẩm Trạch trong lòng thù hận, tự cho rằng Chu Dương bị những lời nói của mình dọa cho một trận, nhất thời không thể tiếp nhận. Lúc này, Thẩm Trạch muốn thừa thắng làm tới, không ngừng gây áp lực lên Chu Dương, muốn anh suy sụp. Mày nói đúng, tao đúng là đạo đớn tột cùng. Chu Dương khế gật đầu, nhìn Thẩm Trạch cười nhẹ. Thẩm Trạch nhất thời sung sướng, từ miệng Chu Dương nghe được lời nhận thua, hắn ta giống như lần đầu tiên, không ngừng cảm thấy quyết định vừa rồi là hoàn toàn đúng đắn. Như vậy, chỉ cần sau khi quay về kể chuyện này với Thẩm Duy Ngôn, nhất định sẽ có được khoản tiền không nhỏ. Như vậy, Thẩm Trạch nghĩ sắp có tiền vốn cho việc gây dựng lại sự nghiệp rồi. Nhưng mà tao không phải đau lòng vì bản thân, mà đau lòng cho Thẩm Thiếu Gia, không nghĩ Thẩm Thiếu Gia lại có sở thích khác thường như vậy. Chẳng trách Thẩm Thiếu Gia và Trần Thiếu Gia bình thường hay ở cùng nhau, quan hệ cũng rất thân thiết. Có điều Chu Dương thay đổi lời nói ngay lập tức, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, buông một câu nhẹ nhàng. Chu Dương dứt lời, Thẩm Trạch còn đang nghĩ xem anh có ý gì, Trần Tuấn Sinh đã giận tím mặt. Chu Dương, mày đừng có ngậm máu phun người. Trần Tuấn Sinh tao nam tự hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải người đồng tính. Trần Tuấn Sinh rất nhanh liền hiểu được ý của Chu Dương, tức giận quát. Vốn hắn đã chịu cúi đầu trước Chu Dương, giờ lại bị Chu Dương nói như vậy, Trần Tuấn Sinh không cách nào nhịn được. Gì cơ, tên họ Chu kia, mày dám phi báng tao. Mà đến lúc này, Thẩm Trạch mới có phản ứng, cũng là vì hai từ thức tỉnh. Trần Tuấn Sinh nói làm hắn nghĩ đến việc bị Chu Dương cho là người đồng tính, Thẩm Trạch cảm giác nổi da gà khắp cả người. Chẳng lẽ không phải à? Vậy tại sao Thẩm Thiếu Gia và Trần Thiếu Gia lại ở trong phòng riêng, đóng chặt cửa, mà trên người Thẩm Thiếu Gia chỉ có cái quần này? Chu Dương khẽ cười nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần trong của Thẩm Trạch, ý tứ như nào? Không nói cũng hiểu. Thẩm Trạch tức giận, liền lấy gối ôm trên sofa che lấy người, sắc mặt xanh lét nhìn Chu Dương. Hắn không ngờ tới, rõ ràng bản thân cầm được quân bài tốt, đánh thế nào mà lại bị Chu Dương dồn ép, lại còn không có cách nào đánh trả lại. Chu Dương, mày đừng có ngậm máu phun cười, rõ ràng vợ mày cũng ở đây, tại sao lại coi như không nhìn thấy? Thẩm Trạch phẫn nộ nói. Nếu những lời vừa nãy của Chu Dương mà lộ ra ngoài, cho dù Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh có quan hệ đồng tính hay không, thì cũng sẽ thu hút mọi người. Chưa nói đến người khác, chỉ tại cửa Thẩm Duy Ngôn, Thẩm Trạch đã không qua nổi. Đường đường là thiếu gia của Thẩm gia, mà lại là người đồng tính, người như thế làm sao có thể kế thừa tài sản của Thẩm gia? Không chỉ như vậy, những người quen biết Thẩm Trạch sẽ nhìn hắn như thế nào, liệu có tin lời của Chu Dương không, những điều này khiến Thẩm Trạch sợ hãi, không rét mà run. Tên họ Chu kia, đừng có ép người quá đáng. Hôm nay không chỉ có chúng tao, còn có thiếu gia Tô Chiết của Tô gia ở đây, mày cứ coi chừng. Thấy bản thân không thể uy hiếp được Chu Dương, Thẩm Trạch chỉ có thể y tên Tô Chiết ra. Là gia tộc đứng đầu của thành phố Đông Hải, Tô gia tự nhiên không cần phải nói nhiều. Ở trước mặt Tô gia, Thẩm gia không đáng nhắc đến, nếu có vấn đề, Tô gia có thể đẩy Thẩm gia vào ngõ cụt. Mà cho đến nay, Thẩm gia vẫn luôn muốn thiết lập quan hệ với Tô gia, gia nhập hệ dưới của gia tộc đứng đầu Đông Hải. Lúc trước Thẩm Trạch đều không có cơ hội, mãi cho đến khi cách đây không lâu, Tô Chiết Tô gia tự tìm đến hắn, muốn lôi kéo Thẩm Trạch. Điều này khiến Thẩm Trạch vô cùng hãnh diện. Tuy rằng Tô Chiết không phải con của người đứng đầu Tô gia, nhưng cũng là con trai của Tô Thế Cầm.
Việc gần đây của Tô gia, Thẩm Trạch cũng biết đôi chút. Hắn biết Tô Chiết tương lai có thể trở thành đại thiếu gia của Tô gia, điều này rất được mong chờ. Trước mắt, Thẩm Trạch biết không làm gì được Chu Dương, chỉ có thể mượn danh của Tô Chiết ra dọa nạt Chu Dương. Chương 149, hắn không đến được đâu. Thẩm Trạch nghĩ, cho dù Chu Dương có lợi hại thì trước mặt Tô gia cũng chẳng là gì cả. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Chiết xuất hiện, Chu Dương nhất định bị dọa đến mức tè ra quần. Nếu đắc tội với Tô thiếu gia, đừng nói là cấp dưới của chị tao, cho dù mày là cổ đông của công ty danh Dương đi chăng nữa, thì đối với Tô thiếu gia cũng chẳng là gì cả. Thẩm Trạch cười lạnh, lúc này hắn vô cùng tự tin. Hắn bây giờ giống như nhìn thấy dáng vẻ Chu Dương đang cầu xin trước mặt mình. Theo tao thấy, Chu Dương mày chắc là không biết đến Tô gia như thế nào đúng không? Cũng phải, mày chỉ là đột nhiên đổi đời, không có chút xuất thân nào, làm sao có thể biết đến Tô gia? Trần Tuấn Sinh cũng đứng một bên phụ họa. Nhìn cả thành phố Đông Hải, nền kinh tế phát triển, người giàu có không ít, thậm chí một người bình thường ở bên đường, trong nhà cũng có thể có hàng đống tiền. Nhưng họ cũng chỉ là những người giàu bình thường. Thẩm Trạch bọn họ cho rằng, dòng họ của mình tuy là cũng có danh tiếng, nhưng tuyệt đối không phải là danh giá nhất. Như Tô gia, Tôn gia mới là dòng họ danh giá nhất Đông Hải. Những gia tộc như vậy, người bình thường không thể tiếp cận được, không cùng đẳng cấp. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lúc này đều nghĩ như vậy, bọn chúng lạnh lùng nhìn Chu Dương, muốn thấy dáng vẻ lo sợ của anh. Như vậy, bọn chúng có thể lợi dụng danh tiếng của Tô gia, dồn ép Chu Dương. Nhưng mà, điều khiến họ thất vọng là Chu Dương khi nghe đến danh tiếng của Tô gia, sắc mặt không hề biến đổi. Chu Dương, nếu giờ mày cầu xin tao, đợi chút nữa Tô Chiết thiếu gia đến, tao sẽ nói giúp mày vài câu, nếu không hôm nay mày đừng mong rời khỏi đây. Thẩm Trạch lạnh lùng nói, trong lòng hắn đột nhiên thấy vui sướng, mấy lần trước bị Chu Dương làm cho bẽ mặt, dường như giờ đã hả dạ. Tao sẽ không xin lỗi. Chu Dương thản nhiên nói, trực tiếp đi đến bên Tạ Linh Ngọc, kéo cô vào lòng, vỗ ai nhẹ nhàng an ủi. Mày đừng có mà hối hận. Thẩm Trạch giận dữ, hắn không ngờ tới Chu Dương đến Tô Chiết cũng không sợ, ngay lập tức cười khỉnh. À, đúng rồi, quên không nói với các người một chuyện, Tô Chiết mà các người nhắc tới, sợ là không đến được rồi. Chu Dương dường như nhớ tới điều gì, cười nhẹ nói. Mày nói vớ vẩn cái gì? Thẩm Trạch từ đầu cho rằng Chu Dương kiêu ngạo, nói linh tỉnh. Dù sao, Tô Chiết cũng là người mà hắn phải ngửa mặt nhìn lên, Chu Dương không thể nào có thể tiếp cận được. Chu Tổng, Lão Đại, Sư Phụ, mọi người không sao chứ? Đúng lúc này, chú Cung và Tô Vĩ đem hơn chục người đi đến. Tô Vĩ nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không sao, trong lòng mới nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc ở trong lòng Chu Dương cũng bình an vô sự, liền thở phào một cái. Cậu chỉ sợ đến muộn để tay sai của Tô Chiết làm chuyện gì có lỗi với Tạ Linh Ngọc. Đến lúc đó, Tô Vĩ không dám tưởng tượng Chu Dương sẽ nổi giận đến mức độ nào. Các người là ai? Thấy Chu Dương không sao, ánh mắt của Tô Vĩ rơi trên người Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, nhìn thấy dáng vẻ hai người họ, biết là người của Tô Chiết, liền lớn giọng quát. Hừ, đừng ở đây tỏ vẻ. Tên họ Chu kia, đừng nghĩ mang mấy người tới đây là dọa được tao, đây là địa bàn của Tô Chiết thiếu gia, mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại, mấy người sẽ phải cút khỏi đây không? Thẩm Trạch cười lạnh một tiếng, căn bản là không hề nhìn Tô Vĩ. Thực tế là bây giờ Tô Vĩ cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, không hề giống phong cách của Tô Đại thiếu gia. Được, tao thật sự muốn yết, mày làm gì để chúng tao biến khỏi đây? Đi gọi điện thoại đi. Tô Vĩ cũng bị Thẩm Trạch làm cho tức giận. Vương ca, em Thẩm Trạch đây, chúng em ở đây gặp mấy tên không có mắt, đúng, đúng, ở phòng của Tô thiếu gia. Thẩm Trạch cười lạnh, liền cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Hơn nữa giọng hắn trong điện thoại vô cùng cung kính. Các người cũng đừng có đi, tao muốn xem bộ dạng các người phải quỳ xuống dưới đất cầu xin. Không lâu sau, bên ngoài phòng truyền tới âm thanh ồn ào. Chu Dương nghiêng tai nghe ngóng, là tiếng bước chân, nghe cũng biết bên ngoài đi tới cũng không dưới 20 người. Mà bên anh tính thêm cả 12 người của Tô gia cũng chưa đến 20. Lão đại, anh yên tâm, em sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này. Nhìn ánh mắt Chu Dương, Tô Vĩ trong lòng lo sợ, bảo đảm nói. Rất nhanh, đối phương đã đi vào trong phòng. Ai dám ở đây gây sự, không muốn sống nữa đúng không? Một giọng nói cao ngạo vang lên.
Chu Dương xoay người nhìn qua, thấy một người mặc Âu phục, thắt cà vạt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng dữ tợn. Hơn nữa trên cổ có một hình xăm đáng sợ. Vương ca, chính là mấy người này dám gây sự ở đây, em đã nhắc đến danh tiếng Tô thiếu gia mà bọn họ vẫn dám cứng miệng. Nhìn thấy người vừa đến, Thẩm Trạch vẻ mặt mừng rỡ, liền đi đến, chỉ vào mấy người Chu Dương nói. Mà giờ phút này, Chu Dương đang cười khẩy. Bây giờ, Thẩm Trạch cả người chỉ mặc cái quần trong, mặc dù sofa đã che đi nhưng che không hết. Mà giờ bộ dạng khép nép trước mặt Vương ca, đúng là nực cười. Chu Dương, đại họa đến nơi mà mày còn cười. Để xem lát mày cũng đừng có khóc. Thẩm Trạch thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát. Có Vương ca ở đây, Thẩm Trạch trong lòng yên tâm hơn nhiều. Vương ca này chính là đàn em của Tô Chiết, là giám đốc của câu lạc bộ này, là người tàn nhẫn, ra tay với kẻ thù cũng không chút lưu tình. Thẩm Trạch vốn không muốn tìm Vương ca đến, vì một khi Vương ca ra tay, không nhưng cái giá rất đắt mà xử lý kẻ thù cũng vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Trạch đúng là rất hận Chu Dương, nhưng bây giờ vẫn chưa muốn trực tiếp giết chết anh. Thế à? Lúc này, Chu Dương không nói, nhưng Tô Vĩ lại lạnh lùng buông một câu. Mày là ai? Tao đang nói chuyện, ở đây có chỗ cho mày chen vào à? Cút sang một bên. Thẩm Trạch khó chịu, lên tiếng quát Tô Vĩ. Bếp! Nhưng mà, Thẩm Trạch chưa nói hết câu, một tiếng bạt tai vang lên khắp phòng. Thẩm Trạch ôm má bên phải, mặt không thể tin nổi nhìn Vương ca. Vừa rồi Vương ca vung tay cho hắn một bạt tai, Thẩm Trạch không thể phản ứng kịp. Vương ca, anh, em, chấm chấm. Thẩm Trạch không nói lên lời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mà Trần Tuấn Sinh cũng nhìn Thẩm Trạch với vẻ mặt kinh hoàng. Thẩm Trạch đối với Vương ca vô cùng khép nép, mà hắn còn chẳng bằng Thẩm Trạch. Bây giờ Vương ca tùy tiện cho Thẩm Trạch một bạt tai, còn hắn thì sao chứ? Thật sự xin lỗi, thiếu gia, tôi không biết là anh đến. Chương 150, ném ra ngoài. Vương ca mặt tát mét, vừa vung tay cho Thẩm Trạch một bạt tai, lập tức cung kính đối diện với Tô Vĩ. Thậm chí, Tô Vĩ còn chưa mở miệng, Vương ca đã cúi người, không dám nhúc nhích. Việc này, khiến Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vô cùng bất ngờ, vẻ mặt đờ dẫn nhìn Vương ca. Mà lúc này, Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh Chu Dương, cũng vô cùng kinh ngạc. Cô biết rõ Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, mỹ phẩm duyệt kỹ căn bản là không thể so sánh ngang bằng với bọn chúng. Ngay cả công ty danh Dương hiện tại tháng này có thể kiếm được 1 tỷ, so với Thẩm gia và Trần gia thì cùng lắm cũng chỉ ngang nhau. Nhưng như vậy, Thẩm Trạch so với Vương ca này cũng không là gì. Nhưng Vương ca vừa tát Thẩm Trạch một cái, giờ vẻ mặt lại sợ hãi cậu thanh niên này. Nghĩ đến lúc cậu thanh niên vừa bước vào, vẻ mặt lo sợ đối mặt Chu Dương, Tạ Linh Ngọc kinh ngạc như gặp bão. Chu Dương rốt cuộc là ai? Vì sao người lợi hại như thế này cũng sợ anh? Tạ Linh Ngọc ngửa mặt nhìn Chu Dương bên cạnh, suy nghĩ mê man, nhất thời chìm đắm. Mà hiện tại, Vương ca cúi người trước Tô Vĩ, căn bản không dám có một hành động nào khác, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Vương Thế Quý, người cũng thật oai phong. Tô Vĩ nhìn Vương ca cười lạnh. Vương Thế Quý này, thật ra là người Tô gia, năm đó bước vào Tô gia, Tô Thế Minh thấy hắn cũng không tệ, nên cho hắn đến quản lý câu lạc bộ này. Từ trước, Vương Thế Quý vô cùng kính trọng, không dám có sơ suất với Tô Thế Minh, nhưng từ khi nội bộ Tô gia có vấn đề, Vương Thế Quý với Tô Thế Minh ngày càng ít liên hệ. Tô Thế Minh lúc đầu cũng không để ý, dù sao câu lạc bộ này cũng không phải kinh doanh chính của Tô gia, chỉ là một nơi tiếp khách, liên lạc. Vương Thế Quý không báo cáo tình hình kinh doanh cho Tô Thế Minh cũng không phải việc gì lớn. Nhưng khi nội bộ Tô gia tranh giành ngày càng gay gắt, khi Tô Thế Minh muốn Vương Thế Quý làm việc cho mình mới giật mình đã mất quyền kiểm soát Vương Thế Quý. Nhưng từ lâu đến nay, Tô Thế Minh không bỏ tấm giấy che cửa này, hai bên vẫn duy trì quan hệ chủ tớ. Nếu không bởi việc của Tạ Linh Ngọc, Tô Vĩ cũng không đến đây, sẽ không biết Vương Thế Quý đã bị Tô Chiết thu nạp. Tô thiếu gia, thật sự xin lỗi. Tôi không biết anh tới đây. Vương Thế Quý cúi đầu rất thấp, không dám nhìn Tô Vĩ một cái. Đối với Tô Vĩ, hắn đương nhiên đã nhận tội. Nếu chỉ có Tô Vĩ thì cũng không lợi hại như vậy, nhưng lúc này, bên cạnh Tô Vĩ còn có chú cung. Đây chính là nhân vật truyền kỳ của Tô gia, đã ở Tô gia mấy chục năm, không chỉ có được sự tín nhiệm của Tô Thế Minh, mà còn là người có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi quyết sách ở Tô gia. Không vì lý do gì khác. Mà vì trong lời đồn thì chú cung là người học võ. Vương ca, cái gì mà Tô thiếu gia, anh đang nói gì vậy,
chẳng qua chỉ là một tên nhãi ranh mà anh lại dám vì hắn đánh tôi, trước đây tôi đã cho anh nhiều tiền như vậy. Thẩm Trạch nhìn những gì đang diễn ra, lập tức tức giận, không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, Vương Thế Quý đánh hắn trước ạt chủ mặt nhiều người như đặc biệt là trước Dương. Tuy rằng Thẩm Trạch cần lấy lòng Tô Chiết, nhưng đối với Vương Thế Quý thì không hề có quan hệ trên dưới. Với lại, Thẩm gia đối tốt với Vương Thế Quý như vậy, mỗi năm đều cho anh ta ít tiền, không dưới tiền triệu. Câm miệng, đây là Tô đại thiếu gia, nếu còn nói lời vô ích, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Bị Thẩm Trạch quấy rầy, Vương Thế Quý tức giận, xông tới quát vào mặt hắn. Nếu vì Thẩm Trạch mà đắc tội với Tô Vĩ, Vương Thế Quý nhất định không tha cho hắn. Gì cơ, Tô đại thiếu gia? Nghe Vương Thế Quý nói vậy, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vô cùng kinh ngạc. Tô đại thiếu gia, bốn chữ này có ý nghĩa như thế nào, bọn họ đương nhiên biết. Tô Chiết là người Tô gia, nhưng không phải người thừa kế. Ngay cả Tô Chiết bọn họ cũng phải vô cùng nịnh bợ, huống hồ là thiếu gia thật sự của Tô gia. Nhất thời, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đắc tội với Tô đại thiếu gia, một khi cậu ta truy cứu, dựa vào thế lực của hai nhà bọn họ cũng không gánh đỡ nổi. Lão đại, hai tên này xử lý như thế nào, em nghe anh lệnh của anh. Tô Vĩ tức giận chưa nguôi nhưng cậu ta biết vì sao mình tới đây. Cho nên cậu ta hướng về phía Chu Dương, nói nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Thế Quý kinh ngạc. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ngoài sợ hãi, còn có phần đố kỵ. Vì sao? Vì sao Chu Dương ngay cả Tô đại thiếu gia cũng quen biết? Hơn nữa cậu ta còn rất cung kính với Chu Dương. Anh Dương, hai người này dám lợi dụng lúc khó khăn muốn giở trò với chị dâu, theo em thấy, cứ đánh gãy chân bọn chúng, đương nhiên là cái chân thứ ba, cho chúng cả đời không quên. Ngưu Xuyên đưa ra ý kiến, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Nghe được Ngưu Xuyên nói như vậy, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lập tức cảm thấy ớn lạnh, trong lòng sợ hãi. Còn Vương Thế Quý vừa nghe vậy, lập tức gọi đàn em vào để xử lý bọn chúng. Hắn tuy không biết Chu Dương là ai, nhưng nhìn thái độ cung kính của Tô Vĩ như vậy, hơn nữa chú cung cũng mặc nhận điều đó, liền biết Chu Dương không hề tầm thường. Trước mắt, hắn vẫn phải tỏ thái độ. Nếu bị Tô Vĩ biết mối quan hệ giữa hắn và Tô Chiết, vậy thì lập tức, hoặc là ra tay với Tô Vĩ diệt trừ hậu họa, hoặc là phải tỏ thái độ. Trước mặt chú cung, một chút ý niệm ra tay với Tô Vĩ, Vương Thế Quý cũng không có, vậy thì phải tỏ thái độ. Chu Dương, anh nể mặt chị tôi, tha cho tôi đi. Sau này tôi không dám giở trò với anh nữa. Nhìn thấy Vương Thế Quý thật sự mổn ra tay, Thẩm Trạch không chịu được, trực tiếp quỳ xuống, bỏ đến trước mặt Chu Dương, kéo kéo quần anh, liền bị Ngưu Xuyên đá ra. Dù như thế, Thẩm Trạch cũng không từ bỏ, lại dập đầu xuống cầu xin, còn lôi cả Thẩm Bích Quân ra nói. Chu Dương, tôi từ trước có mắt như mù, đắc tội với anh coi tôi là gì cũng được, sau này tôi nhất định sẽ tránh xa anh và Linh Ngọc. Thẩm Trạch đã làm như vậy rồi, Trần Tuấn Sinh làm gì còn lựa chọn khác, cũng phải hối hận cầu xin. Chu Dương nếu đánh bọn họ bị thương, liệu anh có gặp rắc rối không? Lúc này, Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng nói, gương mặt lộ vẻ do dự không đành. Chu Dương thấy trong lòng ấm áp, đây là Tạ Linh Ngọc đang quan tâm anh. Tuy rằng bây giờ anh muốn xử lý Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh cũng được, nhưng nếu thật sự làm thế với họ, nhất định sẽ khiến cho các thế lực đứng sau trả thù. Tuy rằng Chu Dương không sợ, nhưng cũng không thể tránh khỏi họ tìm đến chính phủ, cơ quan khác để đối phó với mình. Dù sao thì đánh người khác tàn phế là vi phạm pháp luật, cho dù là Chu Dương thì cũng không thể miễn tội này. Chương 150, ném ra ngoài. Được, anh nghe em. Chu Dương cười nhẹ. Nếu các người đã nhận lỗi thì tôi cũng đại từ đại bị tha cho. Tô Vĩ, ném chúng ra ngoài, cho mọi người nhìn thấy. Không cho phép tên nào bước ra trước cửa câu lạc bộ. Chính thời khắc này, khi hoàng hôn đang dần buông xuống cũng là lúc mọi người chuẩn bị tìm đến những nơi này để giải trí. Mặc dù quy mô câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng không thua kém câu lạc bộ Silver Lake, nhưng mức độ chỉ tiêu thì không phải người thường có thể chỉ trả được. Cũng vì nguyên nhân đó mà người có thể đến đây giải trí, đại đa số đều là những cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt, bét nhất cũng phải là người có xuất thân ở mức nhất định nào đó. Hiện tại, trước cửa lâu lạc bộ đang dần trở nên náo nhiệt, dòng người đang bắt đầu hoạt động rồi. Mau tránh đường, mau tránh đường. Một tràng âm thanh hỗn tạp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chuyện quái gì thế?
không nhìn thấy lão tử đang ở đây sao, vội vàng cái gì, vội đi đầu thai à? Mẹ kiếp, còn chen nữa à, lão tử đây cho mày chen sao? Mau câm miệng, không muốn sống nữa à, không nhìn xem là ai sao? Một nhóm vài người từ bên trong câu lạc bộ bước ra, đi về phía cửa câu lạc bộ. Những người bị họ đẩy ra một cách bạo lực ban đầu còn mắng chửi, nhưng khi vừa trông thấy mặt mũi đối phương thì nhất thời kinh hãi lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì những người thường xuyên đến đây đều nhận ra nhóm người này, họ chính là người của Vương Thế Quý. Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là nhóm người này đang kéo lê theo hai người nữa. Hai người này trông vô cùng thảm hại, mặt mũi lem nhem nước mắt, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Nhưng cho dù họ có van xin thế nào thì những người đang lôi đi cũng không hề có chút biểu hiện quan tâm nào. Hai người đó chính là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được bản thân dựa vào Vương Thế Quý mà lại phải chịu thua một tên trẻ tuổi như vậy. Mà tên thanh niên đó lại có thái độ rất kính cẩn với Chu Dương. Điều quan trọng nhất là tên trẻ tuổi đó lại là đại thiếu gia của Tô gia. Chỉ riêng với thân phận đại thiếu gia Tô gia cũng đã đủ khiến Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh kinh sợ mà lập tức quỳ xuống xin tha đứng trước sự sống chết, bất cứ ai cũng không có đủ dũng khí đối diện. Chu Dương cũng không hề khách khí với Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, mà trực tiếp kêu Tô Vĩ tới ném chúng ra ngoài. Vương Thế Quý đương nhiên không phải là người dễ nhân nhượng, lập tức sắp xếp thuộc hạ lôi hai người thẳng ra ngoài cửa câu lạc bộ. Bịch! Hai âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh bị vứt không chút thương tiếc ngay ngoài cửa lớn. Mà lúc đó, tất cả những người đang đi qua đều vừa nhìn vừa chỉ trỏ bàn tán. Thực sự là bộ dạng của Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh quá thu hút sự chú ý của mọi người. Câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng là nơi nào chứ, đó chính là sản nghiệp của Tô gia. Kể cả một vài người không biết đây là câu lạc bộ của Tô gia, thì cũng phải biết đây tuyệt đối không phải là một nơi đơn giản, cho nên làm gì cũng đều hết sức cẩn thận. Căn bản là không dám gây chuyện ở đây. Nhưng hiện tại lại có kẻ bị câu lạc bộ ném ra ngoài đường như thế này. Đây đúng là lần đầu tiên xảy ra mà. Chuyện gì vậy nhỉ? Hai người đã phạm phải lỗi gì sao? Sao lại bị người của giám đốc Phương trực tiếp vứt ra ngoài thế này? Không biết, nhìn bộ dạng của họ thế kia chắc là với nhân vật lớn nào dí hai, đúng là trẻ tuổi bồng bột, dám đắc tội với người khác ở đây. Đây đúng là không biết chữ chết viết như nào mà. Kể cả Chu đại thiếu gia nhà tôi, gia tài đồ sộ như vậy cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Mọi người nhìn bộ dạng thê thảm của Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh nhất thời khinh thường nói. Trong mắt bọn họ, để đuổi ra ngoài, hơn nữa còn bị đuổi một cách không nương tay thế này thì chỉ có thể nói lên hai người này không có chống lưng gì cả, nếu không thì câu lạc bộ sẽ không thể không nể nang như thế. Khốn khiếp, Chu Dương, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Thẩm Trạch nghe những lời xì xào bàn tán của người qua đường. Thấy ánh mắt khinh bì của mọi người đang nhìn mình, trong lòng căm phẫn tột độ, chỉ cảm thấy như một đám lửa đang bừng bừng cháy trong người vậy. Nghĩ đến hắn đường đường là công tử nhà họ Thẩm, lại bị Chu Dương làm nhục như vậy, nỗi uất ức này hắn căn bản không nuốt được. Anh Thẩm, hôm nay Chu Dương đúng là quá đáng quá rồi, nếu như chúng ta không trả đũa hắn nhất định sẽ trèo lên đầu lên cổ chúng ta mất. Mặt mũi Trần Tuấn Sinh cũng tái mét lại. Vốn dĩ là hắn được Thẩm Trạch gọi tới đây để làm quen với Tô Chiết. Lúc đầu Trần Tuấn Sinh còn vui vẻ hào hứng. Vốn dĩ với gia thế của hắn, rất khó có thể kết giao với người của đại gia tộc như Tô gia, mà nay lại được Thẩm Trạch giới thiệu thì rõ ràng là một cơ hội trời cho rồi. Nhưng hắn lại không ngờ được lại gặp Tạ Linh Ngọc ở đây. Điều khiến hắn không ngờ đến nhất là, đúng lúc hắn và Thẩm Trạch định ra tay thì Chu Dương lại ngột xuất hiện. Hơn nữa đại thiếu gia của Tô gia còn đi ngay sau lưng Chu Dương, trông giống như một tên trợ lý. Chu Dương từ lúc nào lại có bản lĩnh này vậy? Trần Tuấn Sinh trong lòng cay cú, không muốn kìm nén sự căm ghét này. Trả đũa thế nào, lẽ nào dựa vào cái công ty rách nát đó của cậu sao? Thẩm Trạch buông lời chửi bới. Sau khi Trần Tuấn Sinh được làm đại lý của mặt nạ làm trắng cấp tốc, Thẩm Trạch vốn muốn kiếm một mớ tiền. Thuận tiện chèn ép một chút Thẩm Bích Quân và công ty Danh Dương. Nhưng không ngờ rằng, hắn đã sắp xếp nhiều kế hoạch tuyên truyền như vậy, thậm chí còn không tiếc dùng tiền của nhà họ Thẩm để mời nhiều minh tinh quảng cáo như vậy mà cuối cùng vẫn thua mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa. Chuyện này không chỉ đơn giản trở thành trò cười ở thành phố Đông Hải, mà còn đã lan truyền trên khắp cả nước rồi. Hiện giờ tất cả các công ty mỹ phẩm trên toàn quốc đều xem kế hoạch kinh doanh của mặt nạ làm trắng ra cấp tốc là một bài học để rút kinh nghiệm. Anh Thẩm,
bên trong kia là đại thiếu gia của Tô gia, nhưng Tô Chiết không phải cũng là thiếu gia nhà họ Tô sao? Hơn nữa tôi còn ngây nói Tô Chiết vốn không hòa hợp với vị Tô đại thiếu gia đó, anh xem có nên liên hệ Tô Chiết không, kể lại chuyện này cho anh Tang Gây, Trần Tuấn xin gợi ý. Trước mắt bọn hắn đúng là không có cách nào để đối phó với Tô Vĩ. Nhưng Tô Chiết cũng là thiếu gia nhà họ Tô, nếu đối mặt với Tô Vĩ sẽ không bị động như vậy. Trong lòng Thẩm Trạch kích động nhẹ, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tô Chiết. Nhưng gọi đến mấy lần đều không có người bắt máy. Lẽ nào Tô Chiết đã biết chuyện ở đây rồi nên không thèm để ý đến chúng ta nữa? Anh ta sao có thể thế được? Trần Tuấn Sinh trong lòng tức giận, càng lúc càng cảm thấy căm hận cái tên Tô Chiết còn chưa gặp mặt này. Nếu như không phải hôm nay hắn đến đây là để gặp Tô Chiết thì hắn sao có thể đụng mặt Tạ Linh Ngọc ở đây, sao có thể cùng Thẩm Trạch mưu đồ chuyện bất chính với Tạ Linh Ngọc chứ? Như vậy thì hắn lại càng không phải chịu cảnh uy đến bộ hiếp trước họng súng của Chu Dương, dạng thê thảm như hiện tại. Toàn bộ lập tức bao vây hết lại, một người cũng không được phép rời đi. Dám quản chuyện nhà Tô gia, các người ăn phải gan hùm rồi sao? Ngay lập tức mấy chục người nhanh chóng đến trước cửa câu lạc bộ. Người đứng đầu lúc này mặt mày tức giận, ra lệnh cho thuộc hạ bao vây toàn bộ câu lạc bộ. Hành động này thực sự rất lớn, kinh động rất nhiều người. Vừa nhìn thấy tình hình có chút không ổn, những người định vào câu lạc bộ chơi đều lập tức thay đổi địa điểm, họ cũng không muốn tự nhiên lại bị cuốn vào một trận chiến không rõ đầu đuôi như thế nào. Tô Chiết thiếu gia, Thẩm Trạch sau khi nhìn rõ người đang đi đến từ phía sau, trong lòng ngạc nhiên, mặt mày trở nên mừng rỡ, liền gọi một tiếng rồi lập tức chạy đến chỗ Tô Chiết. Thẩm Trạch đương nhiên là nhận ra người đứng đầu đó chính là Tô Chiết. Chỉ là Tô Chiết lúc này trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác, trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô, khóe miệng còn có vết bầm tím, vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa quần áo trên người hắn cũng rất xộc xệch. Có điều Thẩm Trạch cũng không chú ý lắm đến điểm này, lúc đó điều mà hắn chú ý nhất chỉ có một điểm duy nhất. Tô Chiết đến rồi, hắn có thể tìm Chu Dương báo thù rồi. Chương 152 là cậu sao? Thẩm Trạch, sao cậu lại ra nông nỗi này? Tô Chiết sau khi nhìn kỹ thì nhận ra đó là Thẩm Trạch. Có điều sau khi nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Thẩm Trạch, Tô Chiết lại nhíu mày giọng lạnh nhạt hỏi. Thật ra Tô Chiết cũng chẳng coi trọng Thẩm Trạch, trước đây Thẩm Trạch thậm chí còn chẳng đủ tư cách để nói chuyện với Tô Chiết. Nhưng hiện nay nội chiến gia tộc Tô gia càng ngày càng khốc liệt, áp lực mà Tô Thế Cầm đang cảm nhận được cũng càng ngày càng lớn. Bản thân là phụ nữ cũng chính là nhược điểm cố hữu của bà ta rồi. Cho nên Tô Thế Cầm vẫn luôn tìm kiếm sự viện trợ từ bên ngoài. Là con trai của bà ta, Tô Chiết cũng phải giúp đỡ Tô Thế Cầm, không ngừng tìm kiếm thêm viện trợ ở thành phố Đông Hải này. Đối với Tô gia mà nói, Thẩm gia chẳng là gì cả, nhưng với gia sản cũng có vài tỷ thì Thẩm gia cũng có chút có ích đối với Tô Thế Cầm. Có điều, kể cả có như vậy thì với bộ dạng hiện tại của Thẩm Trạch, Tô Chiết vẫn nhìn hắn với vẻ khinh bì. Tô thiếu gia, chúng tôi bị Vương Thế Quý ném ra ngoài này. Nhắc đến Vương Thế Quý là trong lòng Thẩm Trạch lại bừng bừng lửa giận. Những lần gặp trước đây, Thẩm Trạch đều tặng rất nhiều quà cho Vương Thế Quý, tổng cộng cũng gần cả triệu nhân dân tệ chứ ít ỏi gì. Thế mà lần này Vương Thế Quý bất luận là lý do gì, trực tiếp vứt hắn ra ngoài như thế, đúng là khiến cho Thẩm Trạch trong lòng căm hận không thôi. Vương Thế Quý, bên trong còn những ai nữa? Nghe đến cái tên Vương Thế Quý, Tô Chiết nhíu mày căng thẳng, ngay lập tức hỏi lại. Hình như vẫn còn một người họ Tô nữa. Thẩm Trạch do dự đáp. Hừ. Đúng là không biết tốt xấu, lại dám gây chuyện ở trên địa bàn của tôi, hai người dẫn đường đi, lần này, tôi nhất định khiến nó đẹp mặt. Tô Chiết hừ lạnh một tiếng, kêu Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh dẫn giường, còn toàn bộ đám người mà hắn mang đến đều đi phía sau, tất cả đi vào câu lạc bộ. Những người xung quanh bất giác đều lùi lại, họ sợ sẽ tai bay vạ gió lên mình. Thế này xem ra xong đời rồi, không biết là ai mà lại đen đủi gặp phải tai họa như vậy. Chuyện gì vậy nhỉ, nhóm người này là ai thế, trông chắc cũng không phải người tốt đẹp gì đâu. Đúng thế, câu lạc bộ tôn hưởng này là của Tô gia, cái người không sợ chết kia lại dám đến đây gây sự sao? Người đó mà các người lại không nhận ra sao? Hắn chính là người của Tô gia đó, Tô Chiết thiếu gia. Vừa nghe đến cái tên Tô Chiết, mọi người đều hết sức kinh ngạc, những người không biết sau khi hỏi người khác thì cũng lập tức thấy thất kinh trong lòng. Tâm trạng Tô Chiết lúc đó hoàn toàn không vui vẻ chút nào. Hắn vừa bị cho ăn đòn. Hơn nữa còn là tại Tô gia, bị đánh ngay trước mặt bố con Tô Thế Minh.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Chiết lại càng sự căm giận, nhưng lúc tức giận lại nhớ đến vết thương trên mặt hắn. Lúc này, Chu Dương đang an ủi Tạ Linh Ngọc. Mặc dù anh đến kịp thời, không để Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh kịp gây ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như anh ấy đến muộn một bước, hoặc là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh không nhiều lời như vậy, vậy thì hậu quả đúng là không dám nghĩ đến. Vương Thế Quý cũng hiểu tâm tư Chu Dương nên sai người lôi Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ra ngoài cũng là muốn ghi điểm đối với Chu Dương. Dù gì cũng là người ngay đến cả Tống Vĩ còn phải tôn kính thì sao có thể là một người bình thường được. Vương Thế Quý dù không nắm rõ lai lịch của Chu Dương, nhưng vẫn cần phải làm ra vẻ tôn trọng trước mặt Tô Vĩ. Em nói là em và nhân viên đang trên đường đi khảo sát thì bị chúng bắt đến đây sao? Chu Dương nhẹ giọng hỏi. Vừa nãy Tạ Linh Ngọc đã kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc cho Chu Dương. Tạ Linh Ngọc biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hình như còn có liên quan đến Tô Gia. Mặc dù Tạ Linh Ngọc cũng không biết rốt cuộc Tô Gia là một gia tộc như thế nào, nhưng xảy ra chuyện ngày hôm nay cô ấy cũng có thể đoán ra một chút. Mà Tạ Linh Ngọc cũng biết mình chẳng qua cũng chỉ là một con mồi bị lợi dụng thôi, đối phương chỉ muốn lợi dụng cô ấy để tóm được con cá to là Chu Dương. Ừ, em bị họ trực tiếp đưa đến đây, cũng không biết đây là nơi nào. Tạ Linh Ngọc dần dần lấy lại được bình tĩnh, cũng không còn sợ hãi như vừa nãy nữa. Trên thực tế, Tạ Linh Ngọc là một người con gái vô cùng kiên cường. Trong công việc cũng như cuộc sống, bất luận là gặp phải chuyện gì, cô ấy đều có thể đối mặt. Thậm chí cả khi mỹ phẩm duyệt kỳ gặp khó khăn, cô ấy cũng không bỏ cuộc mà cực kỳ kiên cường vượt qua. Nhưng trước khi Chu Dương xuất hiện thì cô ấy đúng là có hơi hoảng thật. Tạ Linh Ngọc vẫn luôn giữ gìn thanh danh, cho dù là đã kết hôn với Chu Dương 3 năm rồi, nhưng hai bên cũng chưa từng để xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Cho nên khi đối mặt với sự vô liêm sỉ của Thẩm Trạch, Tạ Linh Ngọc là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ như vậy. Trong lúc đó, cô ấy lại càng nhớ đến Chu Dương hơn. Không ngờ, Chu Dương lại thật sự xuất hiện, khoảng khắc cô ấy nhìn thấy Chu Dương, trong lòng vô cùng kích động không nói nên lời. Đúng là cao hứng quá nhỉ, Chu Dương, đại nạn sắp đến nơi rồi mà mày vẫn còn dám ở đây diễn trò tình trạng ý thiếp cơ à? Đúng lúc đó, một âm thanh quát tháo lớn vang lên. Chu Dương quay lại nhìn, trông thấy hai tên Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vừa bị quăng ra ngoài cùng đi vào, mặt đằng đằng sát khí nhìn anh. Chúng mày vào đây làm gì nữa? Hay là vẫn chưa hài lòng với hình phạt ban nấy à? Chu Dương cười lạnh lùng nói. Anh không thật sự ra tay với Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, vì không muốn có rắc rối về sau, hơn nữa cũng do nể mặt Thẩm Bích Quân. Nhưng nếu như hai tên này thật sự muốn quay lại tìm cái chết, thì Chu Dương cũng không ngại cho chúng toại nguyện. Hừ, đúng là khẩu khí lớn quá nhỉ, Chu Dương, ở địa bàn của tao mà mày lại dám ăn nói ngông cuồng thế à? Một tiếng quát lạnh vang lên. Tô Chiết từ từ đi vào. Bên trong, trực tiếp đến trước mặt Chu Dương. Là mày sao? Nhìn thấy Tô Chiết, trong lòng Chu Dương nhất thời đã hiểu ra mọi chuyện. Khó trách Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lại dám quay lại, hóa ra là có chỗ dựa Tô Chiết này. Tô Chiết, anh muốn làm gì? Trông thấy Tô Chiết, Tô Vĩ cũng lạnh lùng quát hỏi. Mặc dù Tô Chiết là anh họ của Tô Vĩ, nhưng xét về địa vị trong Tô gia thì Tô Vĩ cao hơn vài bậc so với Tô Chiết. Vì cậu là con trai của người đứng đầu gia tộc Tô gia Tô Thế Minh. Ha ha, em trai tốt của tôi, người bạn này của mày đúng là giỏi thật, ngay đến mẹ tao và tao mà nó cũng dám đánh, tao nói cho mày biết, hôm nay tao đến đây là để cho chúng mày biết thế nào là lễ độ đấy. Tô Chiết cười lạnh nói, hắn mang tới mấy chục người đã bao vây hết cả câu lạc bộ rồi, cho dù một con ruồi cũng không thoát ra được. Ngay lập tức không khí giữa hai bên trở nên vô cùng căng thẳng. Cảm giác dao kiếm súng ống đều đã sẵn sàng. Tô Chiết, anh đừng có điên cuồng quá. Đây không phải là nơi để anh làm loạn. Tô Vĩ nghiêm giọng quát. Lần này, người bên phía cậu không nhiều, cộng thêm 12 người cậu mang từ Tô ra đến cũng chưa quá 20 người. Nhưng phía Tô Chiết vừa đếm sơ qua cũng đã không dưới 50 người. Hai bên một khi xảy ra kích động, phải thực sự đánh nhau thì phía Tô Vĩ hôm nay tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Chiết. Tinh tinh tinh. Đúng lúc đang căng thẳng thì điện thoại của Chu Dương bỗng nhiên lại đổ chuông. Mặt Chu Dương không biến sắc, trực tiếp nghe điện thoại. Chu Dương không hề nói bất cứ câu nào, nhưng sau khi tắt điện thoại, trên mặt lại nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Chiết. Tạ Linh Ngọc đột nhiên bị người bắt cóc, tất cả là do Tô Chiết sai người làm.
nếu như anh không đến kịp thời, căn bản sẽ không thể chấp nhận nổi hậu quả xảy ra. Vốn dĩ nếu Tô Chiết không xuất hiện mà cứ ở lại Tô gia, thì có thể Chu Dương sẽ không động đến hắn. Nhưng hiện tại, Tô Chiết lại muốn tìm Chu Dương báo thù, chủ động xuất hiện trước mặt Chu Dương, vậy thì Chu Dương chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này. Tô thiếu gia, không hay rồi, bên ngoài có một đám người nữa vừa đến. Chương 153, tất cả đều nghe Chu tiên sinh. Hốt hoảng cái gì, bên ngoài có chuyện gì, từ từ nói. Tô Chiết trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình, trầm giọng nói. Tô thiếu gia, bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì đã, có một đám người đến vây kín câu lạc bộ của chúng ta, người của chúng ta muốn ra chất vấn, nhưng đều bị bọn họ chặn lại. Tên đàn em vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng mỗi người mỗi vẻ mặt. Tô Chiết vẻ mặt hoang mang, không biết đang nghĩ gì. Còn trên mặt Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh thì lóe lên sự kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tô Chiết lại nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trái ngược Chu Dương, ngay từ đầu đều bình tĩnh đến kỳ lạ, trên mặt luôn nở nụ cười. Mấy người không nói với bọn chúng, đây là địa bàn của Tô gia sao? Tô Chiết lạnh giọng nói. Ở thành phố Đông Hải, chỉ cần đẳng cấp cao nhất định, thì chắc chắn đã từng nghe đến danh tiếng của Tô gia, nói như vậy, người bình thường sẽ không dám làm càn. Nếu đối phương chưa từng nghe đến Tô gia, có nghĩa là đẳng cấp chưa đủ, vậy Tô Chiết cũng không cần nương tay. Tô thiếu gia, chúng tôi đã nói rồi, nhưng bọn họ không hề quan tâm, vẫn xông vào câu lạc bộ, chúng tôi căn bản không ngăn được. Tên đàn em định nói thêm điều gì đó, nhưng một tiếng ồn ào đã truyền đến. Nghe động tĩnh, phải có không dưới 100 người. Tô Chiết mặt biến sắc nhẹ, ánh mắt u ám nhìn về phía hành lang. Mặc dù hắn là người Tô gia, nhưng bản thân lại có sự lo sợ nhất định. Nhưng nếu đối phương bởi vì không biết sự lợi lại của Tô gia, toàn bộ xông vào, Tô Chiết bên này có hơn 50 người, căn bản không thể nào là đối thủ của họ. Sự thật quả thật đúng là vậy. Phía hành lang, từ từ xuất hiện bóng người. Tô Chiết nheo mắt nhìn qua, căn bản không hề nhìn thấy điểm cuối, dường như người nối người, kéo dài vô tận. Đột nhiên, sắc mặt hắn tối sầm lại. Tình hình này, đừng nói 100 người, sợ là đến cả 200-300 người. Bọn mày là ai, thằng dẫn đầu ra đây cho tao. Tô Chiết tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Giờ phút này, thực ra hắn cũng không có bao nhiêu khí lực nữa. 50 người đối chọi với hơn 100 người, chỉ cần không phải thằng ngu, đều biết là không có cửa thắng. Mặc dù lấy thân phận Tô thiếu gia, có thể kêu thêm nhiều người đến. Nhưng thời gian không kịp. Đợi đến lúc hắn kêu được viện binh tới, đối phương đã cho hắn một trận như tử, và nghênh ngang bỏ đi rồi. Tô Chiết vừa nói xong, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, còn có hơn 50 tên đàn em của hắn, mặt căng thẳng nhìn đối phương. Ha ha, là tao, mày là Tô Chiết đúng không? Chỉ thấy một người trẻ tuổi bước ra từ đám người của đối phương, tuổi cũng không lớn, có lẽ chưa đến 30, cười cười đi tới. Là tao, mày là ai? Tô Chiết giả vờ trấn tĩnh hỏi. Ha ha, bếp. Người đàn ông cười ha ha, khi đám đông chưa có phản ứng, đã tát mạnh một cái lên mặt Tô Chiết. Hơn nữa lực cái tát này rất mạnh, khiến Tô Chiết ngã nhào xuống, máu mũi chảy ra, rất nhanh để lại một vũng máu trên mặt đất. Tô thiếu gia bọn mày là ai, sao lại dám ra tay với Tô thiếu gia, không muốn sống nữa hả? Lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không, hôm nay bọn mày đừng hòng ra bước khỏi đây. Thuộc hạ của Tô Chiết nhìn hắn bị đánh, từng người một bừng bừng phẫn nộ, nhanh chóng bước tới kiểm tra vết thương của Tô Chiết, đồng thời lớn tiếng đe dọa người đàn ông kia. Chỉ là lời đe dọa của bọn thuộc hạ không hề có chút tác dụng nào với người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu, từ từ bước lại phía Chu Dương. Chu tiên sinh, chúng tôi đến muộn rồi. Người đàn ông nói xong, cúi người chào hỏi Chu Dương. Đột nhiên, mọi người đều sững sờ. Không thể nào, bọn mày là A2. Hắn ta chỉ là một thằng ở rể, Chu Dương, mày đừng ở đây ra vẻ. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh chố mắt nhìn. Căn bản không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Hơn 100 người đối phương, vừa đến không nói hai lời, trực tiếp cho Tô Chiết một cái tát, chứng tỏ không hề coi Tô gia ra gì, nhưng lại rất kính trọng đối với Chu Dương. Tất cả đều không hợp lo gì. Tô Chiết được thuộc hạ đỡ dậy nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trước đây hắn ta rõ ràng đã điều tra Chu Dương, biết được Chu Dương chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, chỉ là người ở rể ở Tạ gia.
không hề có bất cứ tình báo nào cho hay Chu Dương quen biết nhân vật như vậy. Người dễ dàng điều động trên 100 người đến, hơn nữa không có chút sợ hãi với thế lực Tô gia, ở thành phố Đông Hải này e rằng không có được mấy người. Nhưng căn bản không liên quan gì tới Chu Dương. Không chỉ bọn họ, Tô Vĩ nhìn người đàn ông đứng trước mặt Chu Dương, trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên. Cậu ta còn đang nghĩ nếu mười mấy người của cậu không đối phó được với người của Tô Chiết, thì sẽ để chú cung ra tay. Nhưng không ngờ rằng, Chu Dương còn có thế lực như vậy. Vừa nghĩ đến bố mình Tô Thế Minh lôi kéo được. Chu Dương, còn mình nhận Ngưu Xuyên làm thầy, Tô Vĩ trong lòng phấn khích. Tạ Linh Ngọc ngây người nhìn Chu Dương, dưới ánh đèn rực rỡ, phát ra tia sáng dịu dàng ấm áp. Bỗng nhiên, Tạ Linh Ngọc hồi tưởng lại khoảng thời gian 3 năm trước, khi cô và Chu Dương chuẩn bị kết hôn. Nhưng thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua, Chu Dương của bây giờ, càng trở nên khó hiểu đối với cô. Anh đến rồi, sau khi trở về, thay tôi gửi lời cảm ơn đến hổ gia. Nhìn người trước mặt, Chu Dương cười nhẹ nói. Chu tiên sinh khách khí rồi, hổ gia đã phân phó, bảo chúng tôi tất cả đều nghe Chu tiên sinh. Người đàn ông cười nói. Mà người đàn ông này chính là Bào Ca. Trước đó, khi từ Tô gia đến Câu Lạc, Dương đã để Ngưu Xuyên gọi điện cho hổ gia mượn người, càng nhiều càng tốt. Chu Dương nghĩ, với quan hệ của mình và hổ gia, mượn mấy chục người chắc không thành vấn đề. Dù sao trước đây có một lần, Chu Dương mượn người của hổ gia, cũng là Bào Ca dẫn mười mấy người đến. Nhưng Chu Dương không ngờ, lần này hổ gia lại kêu Bào Ca dẫn nhiều người như vậy. Chu Dương trong lòng cười thầm, nghĩ chắc do mình không giải thích rõ, nếu không chỉ cần mấy chục người là đủ rồi. Chu tiên sinh, những người này xử lý như thế nào? Bào Ca chỉ vào Tô Chiết, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, trầm giọng hỏi. Những người này với Bào Ca mà nói, căn bản không là gì cả, chỉ cần anh muốn, thì có thể trực tiếp cho người đánh gãy chân của bọn họ, hơn nữa xong việc, gia tộc của họ cũng không dám truy cứu. Nhưng trước khi anh đến, hổ gia có dặn dò, tất cả đều phải nghe theo Chu Dương, vì vậy Bào Ca sẽ không tự mình làm chủ, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Chu Dương. Tao là Tô Chiết của Tô gia, nếu mày dám làm càn, Tô gia sẽ không tha cho mày đâu. Tô Chiết nghe xong, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn biết mình đã phái người bắt cóc vợ Chu Dương, điều này khiến Chu Dương rất tức giận, hận không thể giết mình ngay lập tức. Nhưng có Tô gia, Tô Chiết nghĩ Chu Dương không dám hành động lỗ mãng. Trước mắt, nếu người không biết là ai đang đứng trước mặt này, giúp đỡ Chu Dương, thì Chu Dương rất có thể sẽ trực tiếp trả thù. Vì thế, Tô Chiết muốn dùng danh tiếng của Tô gia làm con át chủ bài cuối cùng. Nếu Bào Ca sợ Tô gia, Tô Chiết có thể an toàn rời đi. Nếu không, Tô Chiết dùng mình ớn lạnh, căn bản không dám nghĩ đến hậu quả. Chương 154, điều kiện. Tô Chiết vừa dứt lời, căn phòng rơi vào yên lặng. Tô Chiết, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh và những tên đàn em Tô Chiết, hiện tại đang bị nhóm người của Bào Ca bao vây, tình hình chưa rõ ràng, căn bản không ai dám lên tiếng. Bên phía Chu Dương, không hề để Tô Chiết uy hiếp. Chưa nói đến hiện tại Tô gia đang không ngừng tranh chấp nội bộ, có thể ra mặt giúp Tô Chiết hay không lại là một vấn đề. Cứ cho như Tô gia vì Tô Chiết mà lộ diện, thì Chu Dương cũng không thèm để tâm. Đến lúc đó, để Trần Thế Hào ra ứng phó là được. Hừm, Tô gia là cái thứ gì vậy? Bào Ca cũng không để ý lắm đến sự uy hiếp của Tô Chiết. Nói chung đối với những người có địa vị nhất định, khi nghe đến tên gia đình Tô gia, cũng e dè, sợ đắc tội với Tô gia, sợ bị trả thù. Nhưng Bào Ca dường như không có chút sợ hãi. Chu Dương nhìn Bào Ca, trong lòng cũng thầm nghĩ. Bản thân Bào Ca không có quá nhiều năng lực để đối phó với Tô gia. Nhưng Bào Ca có thể mượn thế lực đằng sau hổ gia. Vừa nghĩ đến hổ gia, đôi mắt Chu Dương khẽ nheo lại, anh ngày càng hứng thú với thân phận của hổ gia. Chỉ là hiện tại, Chu Dương và hổ gia đang hợp tác rất thuận lợi, Chu Dương cũng không muốn đi điều tra thân phận của hổ gia. Như vậy sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Mà khoảng cách này, một khi đã hình thành thì rất khó để xóa bỏ. Do đó Chu Dương bây giờ chỉ hy vọng có thể hợp tác thuận lợi với hổ gia, còn thân phận của ông ất đến một lúc nào đó, anh chắc chắn sẽ biết. Anh, có giỏi thì để lại tên tuổi, Tô gia chúng tôi không dễ bị xúc phạm như vậy đâu. Tô Chiết tức giận, nghiến chặt răng nhìn sang Bào. Ca cũng đang phẫn nộ không kém. Trong những năm qua, ai không biết hắn là thiếu gia của Tô gia, ai lại dám không cung kính tuân lệnh, nịnh nọt hắn. Mặc dù vậy,
Tô Chiết vẫn lựa chọn kỹ càng, không phải bất cứ ai hắn cũng sẽ dịu dàng tươi cười. Nhưng bây giờ, Bào Ca lại nói Tô gia thì là cái thứ gì? Điều này giống như đang xem thường danh tiếng và uy nghiêm của Tô gia. Loại như anh, cũng xứng đáng để tôi biết đến sao? Bào Ca liếc nhìn Tô Chiết, cười khẩy. Chu Dương ở phía sau nhìn cuộc đối thoại của hai người, trong lòng cũng chẳng biết nên nói gì. Bào Ca che đậy quá giỏi, trước đây trước mặt Hổ gia, anh ấy cũng giỏi giả vờ như vậy sao? Rốt cuộc thì anh muốn gì? Nhìn thấy sự cố chấp của đối phương, Tô Chiết cảm thấy bất lực. Trước mắt bọn họ ở thế yếu, nhưng một khi thực sự đánh nhau, bên Há với hơn 50 người, căn bản không phải là đối thủ của bọn, trong phút chốc không chừng còn bị tiêu diệt toàn bộ. Vậy nên, Tô Chiết muốn bàn điều kiện với Bào Ca. Bây giờ người bên tôi không nhiều bằng anh, đánh không lại anh, vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn một vài điều kiện, được chứ? Anh muốn gì, tôi đều đưa cho anh, sau đó anh để tôi rời khỏi đây. Đây là những điều Tô Chiết đang thầm nghĩ. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đây hắn có trả thù hay không thì lại là một chuyện khác. Chu tiên sinh, anh thấy thế nào? Bào Ca nhìn về phía Chu Dương, nhẹ nhàng nói. Nghe xem hắn nói gì. Chu Dương im lặng một lúc, rồi nói. Vì đang bàn về điều kiện, nên cần xem thành ý của đối phương. Chu Dương muốn xem thử Tô Chiết sẽ đưa ra điều kiện gì. Nếu có thể khiến bản thân hài lòng, thì anh sẽ suy nghĩ đến việc tha cho hắn. Nhưng nếu không hát, cũng không tốt đẹp lắm lòng, thì e rằng kết quả 5 triệu. Chỉ cần để chúng tôi đi, tôi sẽ lập tức đưa anh 5 triệu nhân dân tệ. Khoảng 16,5 tỷ VND, Tô Chiết dõng dạc nói. 5 triệu không phải là quá đắt cho sự rút lui của những người này. Tô gia chỉ cần rung nhẹ túi là có, hắn đã từng điều tra thân thế của Chu Dương, rằng anh là một người ở rể. Mặc dù Chu Dương là cổ đông trong công ty Danh Dương, nhưng Tô Chiết nghĩ rằng một người ở rể căn bản trong tay không được bao nhiêu cổ phần. Năm trời đối với Chu Dương đã là mức giá trên, trong lòng Tô Chiết thầm nghĩ. Đánh! Tô Chiết chưa kịp nhìn sang Bào Ca, thì Chu Dương ở sau lưng lạnh lùng nói một câu. Mà câu này chỉ có một chữ. Đánh! Đang đùa à, chỉ 5 triệu thôi sao? Vậy Chu Dương tôi phải chịu thiệt ư? Tôi có cổ phần trong công ty Danh Dương, 10 triệu lên xuống từng phút. Tôi còn muốn 5 triệu của cậu ư? Chu Dương thầm cười khẩy, Tô Chiết thật không biết điều, bản thân đã cho hắn cơ hội, hắn lại muốn đùa dốn với mình. Bào Ca không nói câu nào, lập tức xông lên đá vào lưng Tô Chiết, khiến hắn ngã nhào xuống, không ngừng rên rỉ. Với tốc độ quá nhanh, đàn em của Tô Chiết, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn Tô Chiết bị đánh nhào xuống đất. Các người còn dám đánh người? Tô Thiếu Gia không phải vừa nói sẽ đưa cho các người 5 triệu sao? Trần Tuấn Sinh lên tiếng mắng mỏ. Lúc này hắn và Thẩm Trạch không còn đường lui. Thẩm Trạch lúc này vô cùng hoảng hốt, căn bản không đưa ra được chủ kiến gì, Trần Tuấn Sinh chỉ có thể một mình kháng cự. 5 triệu, đây là thành ý của các cậu sao? Chu Dương rửng rưng nói, căn bản không nhìn về phía đám người Tô Chiết. Hôm nay Chu Dương cũng đã biết thêm không ít điều về Tô Gia. Một đại gia tộc như vậy, với danh nghĩa thiếu gia chỉ có thể lấy ra 5 triệu, thực sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đối với trường hợp như Chu Dương tuyệt đối không nhẫn nhịn. 10 triệu, tôi chỉ có thể đưa anh 10 triệu. Tô Chiết vùng vẫy đứng dậy, hít vài hơi thật sâu bình tĩnh lại. Bào Ca tuy đánh hắn 2 lần, nhưng cũng xem là nương tay không gây ra thương tích quá nặng cho hắn. Thấy Tô Chiết còn đang phủi tay, Chu Dương nhẫn nại chậm rãi nói. 100 triệu khoảng 330 tỷ VND. Câu nói của Chu Dương khiến mọi người hốt hoảng, không những Tô Chiết mà người bên cạnh cũng không dám tin, Bào Ca, Tô Vĩ, Tạ Lệnh Ngọc đều hết sức ngạc nhiên. 100 triệu. Đây rõ ràng là hét giá trên trời. Ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng nghĩ như vậy. Cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh mắt Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cười mỉm. Bọn họ đã động vào em, thì phải xác định có sự chuẩn bị, 100 triệu, không tính là quá nhiều. Thế nào, được không, một câu thôi. Tô Chiết rất lâu sau mới phản ứng kịp, Chu Dương lại muốn hắn đưa ra 100 triệu nhân dân tệ. Tại sao mày không đi cướp đi? Tô Chiết thực sự muốn lớn tiếng mắng mỏ, nhưng... Bào Ca lại ở ngay trước mặt. Lỡ Chu Dương không vừa ý, kêu Bào Ca ra tay, thì bản thân hắn lại chịu thiệt. Tô Chiết giận tím mặt. 10 triệu lúc nãy đã là giới hạn của hắn rồi. Tuy là Tô Thiếu Gia, nhưng hắn ta không phải người thừa kế. Tài sản trong tay cũng có hạn.
Trong thời gian này, nếu không vì mẹ hắn, thì có thể đến 5 triệu hắn cũng chẳng có. Nhưng giờ Chu Dương lại nói muốn hắn đưa ra 100 triệu. Tô Chiết không cách nào có được số tiền này, chỉ có thể cầu cứu Tô Gia. Nhưng một khi Tô Gia biết chuyện, nhất là Tô Thế Minh biết Chu Cầm sẽ hết sức nguy hiểm. Thì tình cảnh của mẹ con Tô Thế. Chương 155, sau này nếu có chuyện làm ăn tốt như vậy, đừng quên tôi nhé. Sự kiên nhẫn của Chu Dương có hạn, vốn dĩ giữa anh và Tô Chiết không có quá nhiều xích mích. Cho dù Tô Gia có rất nhiều mâu thuẫn, thì đó cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Một người ngoài như Chu Dương, không có hứng thú tham gia vào. Nhưng Tô Thế Cầm và Tô Chiết lại tự cho rằng, Chu Dương là người mà Tô Thế Minh nhờ đến giúp đỡ, vì vậy ra sức gây khó dễ. Thậm chí, Tô Chiết còn trực tiếp cho người bắt cóc Tạ Linh Ngọc, để uy hiếp Chu Dương. Điều này đã đụng đến lòng tự tôn của Chu Dương. Cho dù tính cách của Chu Dương có hiền lành hơn nữa, cũng không thể tha thứ cho Tô Chiết. Sao vậy, lẽ nào đường đường là thiếu gia Tô gia, 100 triệu cũng không có sao? Chu Dương cười khẩy. Anh không phải ép Tô Chiết giao ra 100 tia mà chỉ muốn thấy hắn mất mặt trước mọi người, khiến hắn ở Tô gia không ngóc đầu lên được. Như vậy, so với sự hành hạ thể xác, còn đau khổ hơn nhiều. Tên họ Chu kia, đừng vội đắc ý, lẽ nào mày không sợ Tô gia sau khi biết chuyện sẽ trả thù sao? Lẽ nào mày nghĩ một công ty nhỏ bé như công ty Danh Dương có thể bao che cho mày sao? Tô Chiết mặt trắng bệch, cứ nghĩ đến cảnh hôm nay bị Chu Dương sỉ nhục như vậy, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn. Đường đường là một thiếu gia, chưa từng chịu uất ức như vậy, trước đây mọi người luôn rất cung kính hắn. Hôm nay, khi mọi chuyện dường như đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng vì sự xuất hiện của Chu Dương khiến tất cả đều hỏng bét ra, không chỉ không dạy dỗ Chu Dương một trò, lấy lại thể diện cho mẹ hắn Tô Thế Cầm, mà lại còn bị Chu Dương gây khó dễ. Biết rằng, ở câu lạc bộ này có không ít người quen biết với Tô Chiết, đồng thời trước mặt Tô gia cũng xem như có tiếng nói. Chuyện hôm nay một khi truyền đến tai những người ở Tô gia, thì cục diện tranh chấp kéo dài ở Tô mà chỉ muốn thấy hắn mất mặt trước mọi người, khiến hắn ở Tô gia không ngóc đầu lên được. Như vậy, so với sự hành hạ thể xác, còn đau khổ hơn nhiều. Tên họ Chu kia, đừng vội đắc ý, lẽ nào mày không sợ Tô gia sau khi biết chuyện sẽ trả thù sao? Lẽ nào mày nghĩ một công ty nhỏ bé như công ty Danh Dương có thể bao che cho mày sao? Tô Chiết mặt trắng bệch, cứ nghĩ đến cảnh hôm nay bị Chu Dương sỉ nhục như vậy, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn. Đường đường là một thiếu gia, chưa từng chịu uất ức như vậy, trước đây mọi người luôn rất cung kính hắn. Hôm nay, khi mọi chuyện dường như đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng vì sự xuất Dương khiến tất cả đều hỏng bét. Chuyện của Chu không chỉ không dạy dỗ Chu Dương một trận ra trò, lấy lại thể diện cho mẹ hắn Tô Thế Cầm, mà lại còn bị Chu Dương gây khó dễ. Biết rằng, ở câu lạc bộ này có không ít người quen biết với Tô Chiết, đồng thời trước mặt Tô gia cũng xem như có tiếng nói. Chuyện hôm nay một khi truyền đến tai những người ở Tô gia, thì cục diện tranh chấp kéo dài ở Tô con người anh từ trước nay, về cơ bản được xem là khá hiền lành, rất ít khi xảy ra xung đột với người khác. Cho dù ngày trước lúc anh cùng Ngưu Xuyên đi xem mặt, bị tên Trương Sở kiếm chuyện, anh cũng không ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng lần này thì khác, Tô Chiết dám động đến Tạ Linh Ngọc. Nếu hắn đã dám động đến Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cũng sẽ ra tay tàn nhẫn với hắn. Đàn em của Tô Chiết đưa mắt nhìn nhau, đứng ngây ra sững sờ, không biết nên làm gì. Ngay cả Tô Chiết mà Chu Dương cũng dám cho một bài học nhớ đời, chứng tỏ anh không hề khiếp sợ trước uy thế của Tô gia. Huống hồ bọn họ chỉ là đàn em vô danh tiểu tốt. Còn Bào Ca ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại nổi trận lôi đình, chỉ không thể hiện ra ngoài, nhưng anh vẫn quyết định sau khi về sẽ kể hết tường tận mọi việc cho Hổ gia. Chú Cung và Tô Vĩ yên lặng không nói lời nào, cũng không ngăn cản Chu Dương, khiến cho những người nhận ra thân phận của Tô Vĩ cảm thấy kinh ngạc. Tô thiếu gia, tôi và cậu trước nay không có bất cứ ân oán gì, nhưng cậu lại bắt cóc vợ tôi. Vì vậy, chuyện hôm nay là cậu tự làm tự chịu. Chu Dương cười khẩy, bước đến hai bước. Đàn em của Tô Chiết thấy thế, cả đám liền lùi về sau hai bước, từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách nhất định với Chu Dương. Bọn họ chỉ là đàn em của Tô Chiết, hàng ngày đều dựa vào Tô Chiết để kiếm cơm, nhưng không có nghĩa là có thể bán mạng vì Tô Chiết. Tô Chiết có Tô gia chống lưng, trong trường hợp bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, sẽ không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ, bọn họ đang cảm thấy vô cùng nguy hiểm, Chu Dương có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Bọn họ nghĩ gì Chu Dương không biết, cũng không muốn biết. Trước mắt anh chỉ muốn rút cơn giận. Anh chưa một lần mạo phạm đến Tạ Ngọc Linh, Tô Chiết là cái thá gì mà lại dám đụng đến cô. Ngoài ra, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh hai người này hoạn nạn không chết, nghĩ rằng có thể dựa dẫm vào Tô Chiết, để thảnh thơi không cần lo nghĩ. Muốn đối phó với Chu Dương thì đúng là ý nghĩ hảo huyền. Tao đưa cho mày, mày đừng ra tay nữa. Tao không có nhiều tiền như vậy, tao phải thông báo cho người nhà Tô gia mang đến. Tô Chiết thở hổn hển, âm thanh rất khó nghe. Tuy âm thanh khó nghe, nhưng mọi người đều nghe rõ mồn một. Lúc này, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Là 100 triệu nhân dân tệ, tất cả tài sản của những người có mặt ở đây cũng chưa đến 10 triệu, đừng nói đến 100 triệu. Chu Dương sững sốt, chính anh cũng không thể ngờ Tô Chiết lại đồng ý, trong lòng kinh ngạc cũng có thể lý giải được. Có được 100 triệu thì 100 triệu, sau này cũng có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của bản thân. Được thôi, nếu Tô thiếu gia muốn bồi thường, thì tôi cũng không làm khó dễ nữa, cậu đã đồng ý sao không nói sớm một chút, hà cớ gì phải ăn một cú đá chứ. Phiền cậu gọi điện cho người của Tô gia, thời gian của tôi có hạn, chỉ có một tiếng đồng hồ. Chu Dương khẽ cười nói, nháy mắt với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên liền tiến tới, lấy điện thoại của mình đưa cho Tô Chiết, để hắn gọi điện về Tô gia. 100 triệu tuy không phải số tiền nhỏ, nhưng Tô Chiết đường đường là thiếu gia của Tô gia, hơn nữa, mẹ hắn Tô Thế Cầm và Tô Thế Minh hiện có chỗ đứng ngang nhau ở Tô gia, vơ vét được không ít tài sản Tô gia. Vì thế, hành động của Tô gia rất nhanh. Không đến một tiếng, chỉ hơn 40 phút, Tô gia đã phái người đưa tiền đến. Cố nhanh, không ngờ Tô thiếu gia là người mau lẹ như vậy, nếu đã như thế, tôi cũng không làm khó cậu nữa, từ đây về sau nếu có chuyện làm ăn tốt như vậy, nhất định đừng quên tôi nhé, ha ha. Chu Dương nhận 100 triệu, không khỏi vui mừng, cũng không quên mỉa mai Tô Chiết vài câu. Tô Chiết nghe vậy, trừng mắt nhìn Chu Dương, thở gấp, rồi hôn mê bất tỉnh. Đàn em của Tô Chiết cùng người nhà Tô gia vừa đến, hoảng hốt đỡ Tô Chiết ra ngoài. Những vị khách khác trong câu lạc bộ cũng đã nhìn thấy tình cảnh này rất rõ ràng. Ban đầu họ rất ngạc nhiên, rốt cuộc ai đã khiến Tô Chiết ra nông nổi này. Đến khi nghe thấy một vài thông tin, xác thực mọi chuyện rõ ràng, mọi người bắt đầu truyền tai nhau cái tên Chu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.